nói về cái bài đánh giá, bài này không quá khó, nó chỉ có hơi rắc rối thôi, hơi dài, nó cũng không dài như bài 4, nhưng mà cái khó nhất là cái ải 4 thì mình đã qua rồi. À, thì mình sẽ không có ấy nữa, không có khó nữa đâu, cái phút thì dễ rồi. Giờ mình nói tới khái niệm chung thì về phần tuyến giáp thì nó là phần giải phẫu nằm trước khí quản, và nó là hình con bướm, hình con bướm hoặc là hình chữ H ha. Gồm có hai tùy và eo. Mình có thể hiểu như vậy là mình nói nó nằm trước khí quản nhưng nó hơi vê ra, nó hơi vê ra hai bên đây nè. Cho nên khi các bạn đặt đầu dò lên, các bạn cắt tuyến giáp, các bạn phải để cái đầu dò nó xéo chứ không để dọc. Nếu các bạn để dọc ngay cái cổ của mình thì các bạn luôn luôn cắt quát nha, để hơi xéo ra bên đây như vậy ha, thì mình sẽ thấy được ha. Tuy nhiên một số, trên một số bệnh nhân thì họ chỉ có hai tùy không có phần eo, hai thùy không có phần eo, thậm chí là có một thùy một eo còn thùy bên kia không có, cái đó gọi là thiểu sản tuyến giáp, thì đó là tùy ha. Rồi, nó nằm trước khí quản, trước cái phần khí quản của mình, dưới sụn giáp. Cái này giải phẫu thì nhắc lại, trước khí quản và dưới sụn giáp nó nặng khoảng từ 20 cho tới 25 gram. Thì khi mà mình tính ra cái thể tích tuyến giáp á, thì mình sẽ ước lượng là gam và mililít nó gần bằng nhau. Cho nên khi mà mình đo ở trên cái kích thước á, thì khi mà tuyến giáp trên 20 hay là trên 25 thì nó đã bắt đầu gọi là lớn rồi. Và đặc biệt đối với cái bề dày, khi mà nó trên 20, nãy thì chỉ nói là mm không nha, không nói cm nha, trên 20mm thì cũng coi như là lớn đối với bề dày của tuyến giáp, tức là cái bề sâu đi vô trong cái cổ của mình á. Bởi vì bề dày của tuyến giáp khi mà nó lớn lên, nó sẽ gây ảnh hưởng ngay tới chức năng. Thứ nhất là bệnh nhân khó thở, thứ hai đó là bệnh nhân nuốt vướng, là hai vấn đề đó ha. Khi mà nó lớn ở bề ngang nhưng nó không ảnh hưởng gì bên trong hết thì bệnh nhân cũng không đến khám với mình, và thường cái thể tích nó cũng không có ảnh hưởng nhiều ha. Rồi chức năng của nó là tạo ra T4, T3, T4 và calcifermin ha. Nó dự trữ khoảng 20% T3 và 80% là T4. Cái chữ tuyến giáp này ha. Số còn lại của T3 và T4 nó sẽ do phản ứng khử gì đó. Cho nên khi mà mình xét nghiệm, mình sẽ xét nghiệm cái gì? Mình sẽ xét nghiệm cái free T3, T4 và TSH nha. Mình sử dụng cái nồng độ tự do trong máu của nó ha. Này, đối với dụng cụ và kỹ thuật thì nó cũng giống như tuyến vú. Mình sử dụng đầu dò linear từ 7 cho tới 15 MHz và đầu dò cong là 3,5 MHz. Đối với trường hợp là u ở sau và tuyến giáp nó lớn, nếu cái đầu dò phẳng thì mình không coi được hết, mình không xác định được cái giới hạn của nó, thì mình sẽ đổi sang cái đầu dò cong để mình xem giới hạn, chứ không phải mình đổi đầu dò cong để mình xem cấu trúc, đổi đầu dò cong để xem giới hạn. Trong một số trường hợp là tuyến giáp hồng, các bạn tìm không thấy được ngược dưới thì các bạn phải để trên hố thượng đầu, các bạn để cái đầu dò chỉ xuống cái dưới phần như này của mình vẫn không thấy được cái cực dưới thì các bạn xác định nó là tuyến giáp hồng. Tuyến giáp mình sẽ phải thấy được trên và cực dưới, mình đã khảo sát được trên và cực dưới ha. Rồi kỹ thuật thì mình sẽ có, thứ nhất mình sẽ có một cái đường ngang dọc giữa tuyến giáp, tức là mình sẽ đặt cái đầu dò của mình ở ngay vị trí của hõm úp này. Mình kéo thẳng cái đường ngang lên, mình kéo thẳng cái đường ngang lên phía trên trước. Đó là đường đầu tiên mình sẽ khảo sát để chi. Mình bắt đầu định vị xem là cái tuyến giáp này nó có lớn hay không, nó to bao nhiêu. Đường dọc ngang là đường xem tổng quát. Sau khi cái đường dọc ngang đó mình kéo lên rồi, bắt đầu mình mới vê ra. Tất cả những cái này mình đều là quét tịnh tiến, không quét rẽ quạt. Đầu dò phẳng dùng để tịnh tiến. Khi mà mình xác định được, mình kéo dọc ngang ra, mình xác định bên phải bên trái, mình xoay cái tay ra để mình lấy một thùy của nó. Mình khảo sát tịnh tiến qua, xong qua bên kia mình khảo sát tịnh tiến lại, hiểu không? Tức là mình sẽ coi từng thùy một. Đầu dò mà ở nằm ngang như vậy, mình chỉ coi tổng quan thôi, mình không coi được ngang được hết của một thùy đâu. Tại vì có những cái nó sẽ lọt ra khỏi đầu dò. Thì khi mà mình đã tịnh tiến cái đầu dò dọc này rồi thì mình phải xoay ngang lại mỗi thùy mình coi nữa, được không? Hiểu ý không? Đây là cái kỹ thuật khảo sát của mình ha. Đối với hình ảnh giải phẫu thì mình sẽ có cái nhu mô tuyến giáp ở đây mấy bạn. Nhu mô tuyến giáp ở đây ha. Mật độ này mình gọi là mật độ trung bình.
tuyến giáp nó sẽ có mật độ từ trung bình tới cao và thông thường là nó ở trung bình. Như vậy thì nếu như sau này các bạn học đến cái phần ngoài siêu âm bìu, nó lông na, nó tương tự như mật độ của bìu tinh hoạt, nó sẽ giống như vậy, nó sẽ tương tự như vậy, nó không cao hoặc không quá lớn ha. Đây là cơ ức đồng chẩm, đây là cơ ức đồng chẩm hai bên ha. Rồi nhóm cơ ức đồng chẩm, nhóm cơ dưới móng, cơ dài cổ ở phía dưới ha, cơ cổ dài ở phía dưới ha, nhóm này là nhóm cơ dưới móng và đây là cơ ức đồng chẩm. Như vậy khi mình so sánh tuyến giáp này kém hơn, dày hơn hoặc là tổn thương bên trong đây lên như thế nào thì phải so với cơ ức đồng chẩm. Tôi nói siêu âm bệnh nhân có nhân giáp phản ứng kém có nghĩa rằng nó kém hơn cơ ức đồng chẩm, nó không phải kém hơn trong đây, nó phải kém hơn cơ ức đồng chẩm, được không? Rồi nhân đồng âm thì nhân đồng âm với nhu mô tuyến giáp ha, mình nhớ nha. Đây là cơ ức đồng chẩm, cơ ức đồng chẩm đây là nhóm cơ dưới móng. Những bạn nào đi thực hành gặp tôi thì đã được hướng dẫn coi cái cơ như thế nào rồi ha. Cơ trên toàn cơ thể của mình giống nhau, mình gọi là bó sợi cơ, cho nên khi cắt dọc nó sẽ có từng bó, từng bó, từng bó giống như bó đũa, nhưng khi cắt ngang thì nó sẽ có những cái đớm như vậy. Thì mình trên cơ của cơ trên cơ thể của mình, nó từ cơ thắt lưng chậu cho tới cơ bên ngoài, cơ thẳng bụng, tất cả đều có dấu hiệu giống như nhau, mình sẽ phân biệt để chi, để khi mà mình xem cái đàn này á, là cơ hay là bú hay là bất kỳ cái gì khác, mình có biết được cái bó sợi cơ nó như thế nào thì mình mới xác định được ha. Rồi đối với cái đầu giò có phân giải cao hơn thì mình sẽ có gì, lớp da, lớp cơ mỡ dưới da ha. Đây là cơ ức đồng chẩm, đây là nhóm cơ dưới móng, đây là tuyến giáp, đây là khí quản, mình có thùy phải của tuyến giáp, thùy trái của tuyến giáp, mình có động mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong. Hai cái này nó khác nhau, động mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong. Hai cái này nhớ là chung và trong nó khác nhau. Một cái bí quyết để nhớ rất là đơn giản, cảnh động mạch cảnh lên tới đây nó sẽ chia hai nhánh, cảnh ngoài và cảnh trong. Thì chỗ này nó phải là cảnh chung, chung nó mới tách làm đôi, được không? Để mai mốt khi mà mình đi thi á, mình nhìn vô mình giết chết rồi, bây giờ động mạch là cảnh chung hay động mạch là cảnh trong, mình sẽ không nhớ động tĩnh mạch, mình lẫn lộn. Thì bây giờ nhớ là động mạch chỗ này phải là cảnh chung, đi lên đây nó mới chia một nhánh ngoài và một nhánh trong, một nhánh nuôi não và một nhánh nuôi bên phía ngoài đây, một nhánh đi sâu vào sàn sọ để nuôi não ha. Còn tĩnh mạch thì là tĩnh mạch cảnh trong, được không? Rồi trên siêu âm mình sẽ có bó mạch cảnh, các bạn sẽ thấy ha, động mạch nè, tĩnh mạch nè, ở vùng này là vùng nông cho nên mình đè thì cái tĩnh mạch nó xẹp và cái động mạch nó không xẹp. Đây là một trong những hai những cách mà mình phân biệt ha. Đây là tĩnh mạch, mình đè nó xẹp, động mạch nó không xẹp. Bó cơ ức đồng chẩm đang cắt dọc mình sẽ thấy từng bó, và đang cắt ngang mình sẽ thấy từng gì, từng đốt nó, từng dấu chấm ha. Tại vì nó thể hiện một cái giống như cái bó đũa mình bó thôi ha. Động mạch ha, động mạch ấn không xẹp, tĩnh mạch ấn xẹp ha. Rồi trong lúc mà mình khảo sát cái đó, các bạn nhớ để ý luôn cả gì, mình sẽ có gì, mình có những cái bó hạnh bạch đi kèm ha, những cái hạnh mạch bạch huyết có đi kèm thì mình sẽ xem. Như vậy thì mình nói như đơn giản như nè, 100% con người ai cũng có hạch, đừng kỳ vọng chúng ta không có hạch, không có hạch là bất thường. Bởi vì các bạn từ nhỏ tới lớn sẽ có gì, cảm ho, nhức đầu, sổ mũi, đau răng. Không lẽ bây giờ mình sống tới từ cửa này mình quỷ như sao mình không bị bệnh bao giờ? Bệnh đúng không? Đau răng đúng không? Sốt đúng không? Thì cái hạch vùng cổ này nè là những cái hạch phản ứng, và khi nó đã là hạch phản ứng rồi thì nó chỉ có to và nhỏ chứ nó không biến mất đi, nó vẫn nằm ngay đó. Cho nên tùy theo thái độ mà bệnh nhân tới với mình và mình phải viết ở trên cái kết quả siêu âm của mình. Ví dụ bệnh nhân chỉ tới kiểm tra sức khỏe thì mình thấy hạch không phải là bệnh lý mà nó có thể bỏ qua, mình không cần ghi hết. Nhưng nếu bệnh nhân tới vì bệnh nhân cứ sờ thấy cái cục gì nó tròn tròn ở đây, nó tròn tròn ở đây, mình bắt cái đầu dò cho mình thấy đây là hạch bình thường, không phải là hạch bệnh lý, nhưng do nó ở nằm nông, mình rờ được
còn những cái sâu hơn, lớn hơn mình không rờ được, nhưng mà bệnh nhân người ta đến vì cái đó thì mình phải kết luận cho người ta rằng là tôi thấy hạch ở đây, nhưng hạch này là hình thoi rốn cộng, nghĩ là hạch viêm, phải ghi chứ đừng trả về cho bệnh nhân một cái kết quả bình thường. Bình thường có nghĩa rằng là mình không có gì bất thường, nhưng mà rõ ràng người ta thấy người ta bất thường. Được không, hiểu ý nghĩa không? Còn ở trên cái hạch cổ này nè, 100% ai cũng có, không ai không có đó ha. Mình sẽ để ý cái trả lời kết quả nha. Bây giờ nói tới nhóm cơ cổ dài là cơ phía sau. Cái cơ phía sau này các bạn lưu ý là mình rất dễ làm, nếu mình không quen mắt thì mình có thể làm với gì? Mình có thể làm với lại hai cái tuyến cận giác, bốn cái tuyến cận giác phía sau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ làm với gì? Mình sẽ làm với một cái lưng giác ở bên trong. Cho nên mình phải để ý. Tuy nhiên cơ nó vẫn là cơ, lặp đi lặp lại rồi. Cơ cấu trúc nó luôn luôn là cơ. Mặt các dọc nó có thể là hình oval, hình gì đó tùy theo cái cơ. Nhưng mà mặt cắt ngang nó, mặt cắt ngang thì nó hình oval, nhưng mà các dọc nó vẫn là cái bó sợi cơ như nãy giờ mình thấy ha. Mình sẽ phải thấy. Rồi cái cần lưu ý nữa là các bạn phải xác định cho được mờ giáp nha. Cái đường viền mờ giáp nè, cái tuyến giáp đang bình thường, các bạn nhìn cái đường bờ, các bạn thường hay coi thường đó, các bạn sẽ nói đường bờ này có gì đâu mà nhìn không ra, một cái đường trắng bao quanh tuyến giáp. Nhưng khi bệnh nhân có cường giáp thì đối tìm thấy đường bờ nó sẽ kém đều hết, nguyên cái tuyến giáp này kém đều hết và không thấy đường bờ. Mình không làm xác định đường bờ, mình sẽ không xác định được kích thước, được không? Mình sẽ không xác định được kích thước của tuyến giáp này, mình không có đo được, lấy đâu ra mình xác định ha. Rồi, đây là thực quản ở mặt cắt dọc và mặt cắt ngang, cấu trúc ống tiêu hóa luôn, có những cái lớp giống như y chang như kia, không có gì khác hết ha. Nhưng mà nếu ở mặt cắt ngang như vậy nè, mình không quen, mình nhìn vô mình vẫn có thể làm nó là một cái nhân của tuyến giáp, một cái tổn thương nhân phản ăn kém nằm ở bên trong sát tuyến giáp, hoặc một cái nhân kế bên mình không phân biệt được hai cái này là một hay hai cái này là hai. Thì đối với cái đường bờ, cái thực quản chúng ta có các biện pháp để cho bệnh nhân nuốt. Khi mà bệnh nhân nuốt, nếu đúng là thực quản thì chúng ta sẽ thấy có luồng hơi nó chạy qua, cho bệnh nhân nuốt để xác định xem là có phải thực quản hay không ha. Mình kêu bệnh nhân nuốt và mình quan sát cái luồng hơi nó đi, được không ha? Tức là ngay vị trí mặt cắt ngang nó sẽ khó hơn, còn mặt cắt dọc thì còn gì để nói nữa, nó là cấu trúc ống tiêu hóa thôi mà, ở ngay chính giữa của nó luôn luôn có hơi, được ha. Đây cũng là cái thực quản nha, bệnh nhân nuốt đó, nuốt thì mình sẽ thấy có đường hơi nó chạy đi nha mấy bạn. Thì đó là những cái biện pháp mà dùng để mình xác định. Bây giờ mình nói tới cơ ức đồng chẩm, đây là cơ ức đồng chẩm, là khối cơ lớn ha, khối cơ lớn ở trên cái cổ, hầu như là dùng để giữ cái cổ của mình. Cho nên mấy bạn nào mình ngồi chặt cổ như này, hoặc là mấy bạn cầm cái điện thoại á, và mấy bạn đang đè lên cái áp lực trên cái cơ ức đồng chẩm, bình thường cái đầu của mình bao nhiêu ký, biết không? Cái đầu á, chặt cái đầu ra đo cái đầu của mình bao nhiêu ký? Không ai biết hả? 2 ký hả? Không dám đâu, chứ giữa hầu mà cỡ thì sao 2 ký được? Bao nhiêu ký? Không chặt ra thử. Đó là mình chặt ra mình đo từ khúc 1 mình về mình đo. Cái đầu của mình bình thường nó độ khoảng từ 3,5 ký tới 4 ký. Thì bình thường hai cái cơ cổ này nó đã giữ rồi, nó đã giữ rồi đúng không? Cúi xuống như vậy nè, thằng đọc cái điện thoại ha, đi ra ngoài đường bảo đảm luôn. Bây giờ hiếm khi nào mà gặp người mà đi mà không có cầm cái gì trên tay, mà đọc được đọc không biết quẩn cái gì là quẩn dữ vậy. Mỗi gì mỗi phút trôi qua làm như là bị mất tiền á ha. Tức là mình phải làm cái gì đó, mình bấm cái điện thoại, tôi cũng vậy nè. Nhiều khi tôi đọc tin nhắn trên đường cái gì đó, thì mỗi lần mà mình cúi cái góc độ như vậy thì mình làm nó tăng lên khoảng cái đầu lúc này á, cái cơ cổ nó cái căng ra nó giữ mà, đúng không? Cái cổ nó đang bình thường vậy thì nó đã giữ ra rồi, vững chãi lắm mà, có phải là em để cái gì đó em dễ lên trên cái thân này nè, nó nhẹ nhàng không, nó đỡ hơn là khi nó gặp xuống nó phải ghì cái thằng này lại, nó giữ cái đầu của mình. Thì cái đầu cái cổ mình lúc đó tăng lên khoảng 15-17 ký cho cái đầu của mình, tăng gấp ba lần cái đầu thực sự ha. Cho nên á, mình hạn chế cúi gập cổ như vậy, ngày mai ra đường thấy vậy không? Thật không, thật đấy, nó thật đấy. Cho nên mình hạn chế cái cơ, cái đè áp lực lên nó. Bởi vì sao? Không phải là bây giờ các bạn lãnh hậu quả, nhưng mà khoảng chừng 10 năm nữa các bạn bắt đầu lãnh hậu quả. Lúc đó khi mà các bạn bị đau cái cơ cổ này nè, nó ảnh hưởng đau cả cái đầu. Nghe cái câu mà đau đầu căng cơ chưa?
đau đầu căng cơ không phải là đau bên trong này để mà các bạn uống paracetamol. Lúc mà các bạn đau đầu và các bạn uống paracetamol không cảm thấy hết, nó chỉ đỡ thôi và nó vẫn tái nữa, thì các bạn uống thêm viên thuốc giãn cơ nó mới hết, giảm cho cái cơ này nó căng. Đau đầu căng cơ là do cái này á, là thì hạn chế ha, cái cơ ướp đồng chuẩn của mình nó quý giá lắm nha. Thì mình xem lại, khi mà mình cắt dọc, cắt ngang, đâu có gờ đây nó đớm đớm, khi mình cắt dọc ra thì nó là những cái bó sợi cơ và nó đi dọc phía trên cái này mình phải hạn nhìn cái cơ ướp đồng chuẩn, mình biết để mình so sánh cái này nè, mình so sánh cái tuyến giáp, đây là tuyến giáp mật độ trung bình ha. Độ phản ứng thì đã nói rồi, nó ở từ mức độ trung bình tới cao, có nghĩa là nó hiếm, nó cấy, khi nào mà nó kém nó là nó bất thường, nó kém mà nó bị bệnh nó mới kém, chứ không có đơn giản là mức độ giảm âm ha. Động và tĩnh mạch giáp trên nó sẽ nằm ở cực trên của tuyến giáp, động và mạch giáp dưới thì nó xin lỗi, động mạch giáp dưới nó nằm ở 1/3 sau của mỗi thùy, tĩnh mạch nó nằm ở cực dưới, nhưng động mạch giáp dưới nó nằm ở 1/3 sau của mỗi thùy. Tại sao phải xác định cái thằng động mạch giáp dưới này? Động mạch giáp dưới này, mình khi mà bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân bị van giờ đô, mình sẽ phải đo vận tốc của máu ở đây. Bình thường vận tốc của máu ở đây nó độ khoảng vòng 30 thôi, nhưng mà khi mà bệnh nhân có cường giáp tăng lên thì nó sẽ gì, nó lên khoảng 60-70, sau một thời gian điều trị nó phải xuống lại bằng. Thì cái chỗ này là mình phải cần xác định, mình chỉ đo chỗ này thôi ha. Động mạch thì nó khoảng 1-2mm thôi, nhưng tĩnh mạch nó lên đến 8mm tĩnh ha. Nhóm cơ dưới máu, đây là hai cái đứa này nha. Hai cái đứa này gọi là nhóm cơ dưới máu, cắt ngang và đây là cắt dọc. Kế bên là cơ ướp đồng chuẩn, nhìn cho kỹ nha. Đây là cơ ướp đồng chuẩn to thù lù, kế bên là nhóm cơ dưới máu nha. Nhìn cái này thì giống như bò, mấy tảng thịt bò ha, lỏng mỡ bên trong. Thì khi mình chỉ, người ta chỉ vô đâu nhớ chỉ cho đúng nha, chứ đừng có chỉ bên đây mà nói nhóm cơ dưới móng ha. Này, mạch máu khẩu kính động mạch của mình lúc nào cũng khoảng 2mm thôi, tĩnh mạch thì 8. Bình thường vận tốc đỉnh tâm thu, nhớ nha, vận tốc đỉnh tâm thu là khoảng từ 20-40, anh chỉ lấy 30 là trung bình cm trên giây ha. Thì túi máu khi mà mình bỏ vô mình chỉ thấy những cái mạch máu chính nó có máu thôi, hay những cái mạch máu lớn nó lấm đấm vào bên trong thôi, để chi để đó mình phân biệt tăng túi máu ha. Rồi mình sẽ có ở đây là tĩnh mạch giáp dưới, đây là tĩnh mạch giáp dưới nằm ở cực dưới của tuyến giáp, nằm ở cực dưới, đây là tĩnh mạch giáp dưới nha. Đây là động và tĩnh mạch giáp trên, nó nằm gần nhau, động và tĩnh mạch giáp trên. Nhớ kỹ cái body mặt cơ khi mà người ta hỏi cấu trúc giải phẫu, hỏi đáp án của cấu trúc giải phẫu ha. Thì các bạn sẽ thấy mạch máu này, đây là tưới máu bình thường của một tuyến giáp bình thường, nó chỉ vài chấm lớn ha, thì nó gọi là tưới máu bình thường. Mình sẽ coi cái chỗ này, kiếm cái động mạch giáp dưới, 1/3 dưới của mỗi thùy, động mạch giáp dưới, chỗ để mình đo vận tốc đỉnh tâm thu trong cái trường hợp bình thường và cái trường hợp là bệnh nhân bị cường giáp. Bây giờ mình nói tới cách đo của tuyến giáp. Rất tiếc là khi học tới bài tuyến giáp thì mấy bạn đã lọt vào cái lớp của buổi chiều thì không bao giờ mình giải được cả. Thì mình chỉ có hai buổi ở trên giảng đường để hướng dẫn các bạn đo cái này, hướng dẫn các bạn đo cái này ha. Như vậy thì mình thống nhất với nhau luôn, trong đó chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ học trên phân tâm của vú. Vú thì không có người mẫu rồi, đúng không? Mà chúng ta sẽ học trên tuyến giáp, thì tuyến giáp sẽ có người mẫu là các bạn. Như vậy thì cái hơn học phần cái đó thì tôi bỏ qua phần phân tâm của tuyến vú được, tại vì cái phần phân tâm của tuyến vú nó không có sát với thực tế. Có nghĩa rằng là cái mô hình tuyến vú nó ở trong nó không có lớp giống như cái mô hình vú thật. Vú thật ở bên ngoài chúng ta sẽ đi kiến tạo, tại vì tôi muốn luyện cho các bạn cái cách nối hình đây nè. Tôi muốn dạy cho các bạn cái cách đo chiều cao đây nè. Nối hình đây là một cái kỹ năng và cái skill cần phải luyện.
có nghĩa rằng là các bạn phải tĩnh tiến, nhưng tĩnh tiến phải ráp được cái hình vô được chính giữa, chứ không phải tĩnh tiến đang tĩnh đây, tức là qua đây một cái là mình tĩnh qua chỗ khác rồi đó. Lúc đó mình sẽ cắt cái gì, mình sẽ cắt cái tuyến giáp cao hơn so với thực tế, hoặc là mình cắt nó lùn hơn so với thực tế. Cho nên ngày hôm đó chúng ta sẽ có mình tiến ra một giờ rưỡi tới ba giờ, một tiếng rưỡi nó cũng đủ rồi đó. Chúng ta sẽ thay phiên nhau để cắt đúng mỗi cái này thôi, đo đúng mỗi được cái này thôi. Và tôi dám chắc rằng là các bạn nên làm mẫu sẽ lòi cho mình thôi. Thật trong cái lớp này 120 thì tôi đoán nha, ít nhất cũng phải được 40 bạn bị bệnh tuyến giáp mà không biết, và 1/3 đó. Cái giáp này nhân giáp, nan giáp nè, phần giáp hơi lớn lớn nè, chưa kể có những ca mà sau khi làm mẫu xong về đi qua gặp thầy xin làm MRI hay làm sinh thiết luôn không có nha, rồi sau đó nộp đơn xin nghỉ một khoảng thời gian bởi vì em đi mổ do ung thư giáp nhiều ạ. Không có ít đâu, cho nên mình sẽ check hôm đó luôn, mình sẽ cố gắng làm gói gọn trong hôm đó. Thì ai cảm thấy bây giờ đi học nè, trong cái lúc các bạn đi học á, đặt cái đầu giờ lên thử trước, đặt cái đầu giờ lên thử trước xem mình có nhân giáp hay không, mình có bệnh lý tuyến giáp hay không. Nếu mà mình có thì hôm đó mình chạy lên luôn, mình làm mẫu luôn. Còn nếu mình không có thì mình chỉ đi luyện skill thôi mà, đúng không? Mình đi luyện thôi, mình bắt cắt giáp mình, cắt giáp bạn mình chứ mất gì mình cắt giáp mình, cắt cho mình không được đâu, cắt nó cứ chạy lên chạy xuống nó khó lắm ha. Thì mình nhà đầu tiên mình sẽ có cách đo nè, các bạn thấy cái chiều này là chiều cao không? Cái này là chiều ngang và cái này là chiều dày. Như vậy thì cao chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta sẽ phải nối hình. Nối hình tức là chúng ta chia đôi cái màn hình ra, slip ra ha. Ở bên đây chúng ta bắt đầu từ cái cực dưới mình thấy nè, và mình để cái đầu dò ở vị trí này. Tới đây là hết cái màn hình thứ nhất, thì bắt đầu mình free cái màn hình này lại và mình kéo cái tay mình lên để mình ráp cái đường hình này vô. Và khi mình ráp vô thì mình phải biết là mình free tại đâu. Chẳng hạn như một đoạn AB thì ngay chính giữa và lấy điểm C, thì hai thằng này C nó phải dính nhau. Mình không thể lấy thằng C1 mà mình nối với thằng C2 rồi mình đo nguyên cái tiếng giáp của người ta, được không? Hiểu ý không? Trừ trường hợp bệnh nhân có bệnh lý, bệnh nhân có nhân rồi mình muốn chết, mình chỉ việc đo từ đầu này nhân tới cực dưới và đầu kia nhân tới cực trên rồi mình cộng lại, được không? Tức là mình đo cộng đầu này nhân đầu kia nhân, mình cộng lại nếu bệnh nhân có bệnh lý, mình cộng từng đoạn lại như vậy ha. Rồi đo song song với bề mặt da từ cực dưới lên tới cực trên, rồi đó là đường này ha. Đường thứ hai là đường ngang, mình sẽ lựa cái chỗ nào mà lớn nhất của mỗi thùy nhé, đừng có tham lam. Không có tham lam mà làm biến một mặt cắt xong mà nó trở bên đây cũng bự, bên đây cũng bự, xin thưa không có bao giờ nó cân như vậy đâu. Đừng có nghĩ rằng là tuyến giáp A với B nó cân tay mình, tay phải tay trái còn vẫn cân nữa mà, tay phải thì lúc nào to hơn tùy theo ha. Tay trái, nếu mình thuận tay trái thì cái chỗ này có thể là dày nhất, bờ ngang nhất của bên phải, nhưng mà bên trái thì không phải, cho nên mình phải đo từng bên, được không? Mình đo từng bên thì đây là song song với bề mặt da, từ cái hàng trục của khí quản ra tới hàng động mạch cảnh, được không? Song song với bề mặt da ha. Còn cái bề dày là song song với trục khí quản, hay nó gọi là vuông góc với bề mặt da, được không? Đây là cách đo của tuyến giáp để mình cộng ra. Mình đo thể tích của mỗi thùy mình cộng lại, mình sẽ có thể tích thùy phải, thể tích của thùy trái. Và cái eo này mình đo được bao nhiêu mình cộng cho bấy nhiêu luôn. Ví dụ eo đo bề dày, cái chỗ dày nhất của nó mình đo được 2mm cộng vô 2mm. Bên đây đo được 5mm cộng vô 5mm. Còn thể tích của mỗi thùy là bằng 3 số này nhân nhau nhân 0.5, 3 số nhân nhau nhân 0.5 là thể tích của mỗi thùy. Nếu mà đúng thì theo công thức là gì? Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao nhân cho ngàn, đúng không? Phải không? Thể tích của cái... thể tích của một cái hình tính là sao? Dài rộng cao nhân cho gì? Dài rộng cao sống ra sao ra 30 lít được? Đơn vị nếu mà thể tích thì nó là cm khối hay là mét khối thì dày rộng cao hay vậy thì cái này nếu mình tính quy ra gam luôn á, có nghĩa là mình nói tương đương là ml là gam á, 1 ml là 1 gam á, mình nhân nhiêu đơn vị đo là cm thì
cô. À, xin lỗi, đường, mm. Đường vì đo là mm. Nhân ra xong là mm khối. Đã phải đổi ra để xem khối. Thôi, kệ cho đi. Đúng rồi, ngàn đồng ngàn. Nhân ngàn phải không? Dạ. Thì từ một khoảng cách từ centimet khối để bị khối đồng. Đúng rồi. Tới nữa nữa. Thôi, bỏ đúng qua. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sử thì lại toán mình bỏ qua, chỉ cần nhớ là ba số này nhân nhau nhưng không phải đồng. Được chưa? Rồi, thể tích thì phải cộng thể tích thì trái cộng với mm ra thể tích toàn thể tuyến giáp. Vậy thì mình có gì mình sẽ có định nghĩa nó. Cái này cũng là đo. Bỏ qua cái slide này. Mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có định nghĩa của nó nè. Tại đây là thể tích của mọi thùy. Như vậy thì kích thước bình thường ha. Bình thường nha. Bình thường mình sẽ thấy bề cao độ khoảng từ 45 tới 55, ngang là dưới 2, dài là dưới 2, eo là dưới 0,5. Và thể tích của mỗi thùy tính ra nó phải nhỏ hơn 10cm khối. Nhớ, đừng có nhớ cái khúc đuôi này chi mệt lắm. Cứ nhớ là bây giờ thể tích của mỗi thùy phải nhỏ hơn 10. Hai thằng này, ba thằng này tôi cộng lại lớn hơn 20 là lớn. Bề dày đó trên 2cm là lớn. Bề dày. Định nghĩa lớn của tuyến giáp là một trong hai cái. Thứ nhất, thể tích tuyến giáp trên 20 là lớn, hoặc bề dày của tuyến giáp trên 2cm là lớn, hoặc là trên 20mm là lớn. Bây giờ mình cứ nhớ số 20 nhé, thì cho nó dễ. Được không? Tại vì tuyến giáp lớn mình phải có kích thước, mình sẽ có theo dõi khác ha. Được ha. Mình cứ nhớ là nếu một cái tuyến giáp mà nó lớn thì bề dày á, mình cho nó lớn là bởi vì khi mà bệnh nhân nuốt nó vướng, bệnh nhân nói nó khó chịu, bệnh nhân thở nó sẽ bị hụt hơi đi, nó chèn những cái khí quản. Còn nó to bề ngang thì là không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, chỉ có xấu và đẹp thôi. Thằng nó to bề cao vậy, nếu không dày bề dày được ha. Rồi mình có bốn cái tuyến này không được quên, đó là tuyến cận giáp. Ha, tuyến cận giáp nó sẽ có bốn tuyến ở phía sau mỗi thùy. Và lưu ý là tuyến cận giáp này khi nó không có bệnh chúng ta sẽ không thấy. Chúng ta không thấy trên siêu âm, nó giống cái gì? Nó giống tuyến thượng thận. Khi nó không có bệnh, dặc dù chúng ta biết nó nằm ở trên cái đỉnh của thận nhưng chúng ta sẽ không thấy. Và khi ở trên cái đỉnh của trái thận mà mình thấy có một cái cấu trúc gì đó, nó phản ứng kém, phản ứng dài, nó bất kỳ cái gì đó, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến bệnh lý của tuyến thượng thận. Thì thằng này cũng vậy. Tại sao các bạn phải biết có mặt nó trên đời là bởi vì chúng ta sẽ bị lầm nó với một cái nhân của tuyến giáp. Chúng ta không nghĩ tới nó, chúng ta sẽ lầm tới nhân của tuyến giáp. Như vậy để phân biệt là bây giờ nó là tuyến cận giáp hay nhân của tuyến giáp, thì mình phải nhớ rằng là tuyến cận giáp đó là dạng hình đĩa và nó nằm ở bên ngoài tuyến giáp, cho nên nó có bự ra, nó phì đại ra thì chúng ta vẫn thấy là nó đẩy cái bờ giáp vô. Bắt đầu mình thấy cái bờ giáp phát huy vai trò rồi ha, nó sẽ đẩy cái bờ giáp lên. Còn nếu như nó là tổn thương bên trong tuyến giáp, tổn thương phản ứng kém bên trong tuyến giáp, mình sẽ thấy cái bờ giáp này nó bị bọc xuống dưới hoặc là nó lem nhem chỗ này, nó không có thể nào mà đẩy nó đội cái bờ giáp lên được. Khi mà nó đội cái bờ giáp lên thì mình sẽ chẩn đoán nó là tuyến cận giáp. Bởi vì mình phải xác định cho rõ, nếu như mình nhìn cái hình này mà mình đọc đây là phản ứng kém là mình muốn nó lên tới 4 lần tuyến rớt 4 thì chắc chắn nó sẽ có chỉ định chọc cái này. Chọc rất khó là bởi vì nó nằm ở độ sâu nè. Thứ hai nữa là chọc nó ra không lấy được gì hết, nó sẽ ra tuyến cận giáp. Cho nên khi các bạn có làm luôn can thiệp, các bạn đặt cái đầu dò vô, nếu lỡ đồng về phía trước của mình đồng nhầm lẫn thì mình phải biết xác định đây có phải là tuyến cận giáp hay không, để mình quyết định là mình chọc kim vô hay không. Tại vì chọc vô có khi nó không có giá trị nữa ha, tại vì nó đâu có lấy được gì đâu, chỉ là lấy được tới mà là tuyến cận giáp ha. Bây giờ mình nói tới cái bất thường bẩm sinh. Bất thường bẩm sinh thứ nhất là thiểu sản một thùy. Khi mà mình đặt cái đầu dò lên mình siêu âm, mình thấy bệnh nhân bị mất một thùy hoặc là một thùy nó teo, mình phải điều tra lại tiền căn dịch tễ. Đã quên xin lỗi, tiền căn của bệnh nhân là có mổ hay không mổ. Nếu bệnh nhân không mổ mà tìm không thấy thì mình sẽ đọc là thiểu sản chỉ có một thùy. Còn nếu như bệnh nhân mổ thì sẽ ghi là mổ, tại vì lúc này kỹ thuật mổ tuyến giáp rất đẹp. Sau một khoảng thời gian thì cái vết mổ trên cổ của mình, của bệnh nhân á, gần như nó là nếp da cổ. Bạn không để ý bạn sẽ không thấy cái vết sẹo mổ ngay cổ người ta đâu. Người ta sẽ mổ theo cái đường cong của nếp cổ nè. Nếu bệnh nhân trường hợp là da
lành đẹp, và sau một khoảng thời gian thì nó sẽ xẹp xuống, nó sẽ lì vô trong đây và chúng ta sẽ không thấy ở bên ngoài, chứ không phải là bệnh nhân ngủ nào mình cũng thấy nó sẹo ha. Rồi mình sẽ có bệnh tiểu sản một thùy ha, thùy bên kia thì bình thường. Cái này là mô giáp lạc chỗ. Mô giáp lạc chỗ thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ phát triển, ta phát hiện một cách tình cờ. Tình cờ là người ta chụp CT, người ta thấy hoặc người ta siêu âm một cái cấu trúc chỗ khác. Ví dụ như người ta nói ở bên dưới cái xương gò má mình có cái cục u gì đó, người ta không biết ha, người ta khao khát cái này. Thì mô giáp lạc chỗ nó có thể là quanh lưỡi, quanh lỗ tịch, theo đường giữa gần xương móng, rất là nhiều chỗ. Và khi nó bị bệnh thì nó cũng giống như một cái tuyến giáp bình thường, tức là nó có đầy đủ các mặt bệnh lý của một cái tuyến giáp ở vị trí bình thường, đó là cường giáp nó cũng có. Cá biệt một số trường hợp là bệnh nhân đã được mổ cường giáp rồi nhưng vẫn còn triệu chứng cường giáp, thì mình sẽ không loại trừ được bệnh nhân này bị mô giáp lạc chỗ, và lúc đó vai trò của hành CT nó phải đi quét, thậm chí mình kiếm ở xã hình ha, để mình xem nó ở đâu ha. Nhưng mà thường ở những người mà người ta bị lạc chỗ vùng đáy lưỡi á, thì bệnh nhân sẽ rất là khó nuốt, đáy lưỡi nó cũng bị lạc chỗ ha. Rồi kết hợp, thường phải kết hợp xạ hình ha. Rồi bệnh viện thứ hai là bị suy giáp bẩm sinh do mẹ thiếu iốt trong thai kỳ. Mẹ thiếu iốt không phải là mẹ ăn thiếu iốt, mà là mẹ bị cường giáp trong thai kỳ, cần phải sử dụng thuốc kháng lại cái việc cường giáp đó. Nó sẽ làm bệnh bé, đứa trẻ đẻ ra nó có khả năng bị suy giáp bẩm sinh. Suy giáp bẩm sinh hiện nay chúng ta loại trừ được là bởi vì những cái đứa trẻ ra đời trong vòng 24 tiếng đầu nó đều được lấy máu ở gốc chân, nó lấy một giọt máu ở gốc chân, đó là sàng lọc sơ sinh, để đem đi thử coi nó có bị thiếu cái men resorbin hay không. Khi mà nó bị thiếu cái men đó và nó có hiện tượng suy giáp bẩm sinh nè, thấy mắt nó không? Thứ nhất là hai cái mặt nó, hai con mắt nó cách xa nhau, cái mũi nó bẹp rộng và cái lưỡi nó to, cái mặt nó như vậy. Và bệnh suy giáp bẩm sinh này là suy giáp nếu mình điều trị kịp thời nó sẽ phục hồi, còn nếu như mình không điều trị kịp thời nó sẽ trở thành gánh nặng của xã hội. Suy giáp là gì? Một đứa mà suy giáp là gì? Mình nói đi, mình biết muốn bạn mày nó chửi mày suy giáp thì còn biết. Ngu quá. Khi nó nói hoài mình chậm hiểu, mình không nói, mình nói gì tao không hiểu, nó bị suy giáp về ăn thêm miếng iốt nữa đi là nó chửi mình á. Chứ không phải nó khen mình đâu ha. Tức là khi mà nó như này nè, nó nghĩ rằng là khi mà nó vượt qua khỏi cái giai đoạn điều trị trong vòng 8 tuần ha, trong vòng cứ như là lấy máu gốc chân nè. Nếu mà lấy máu sánh lượng được thì chúng ta bắt đầu cho nó điều trị. Nó điều trị thì sau 2 tuần thôi, 2 tuần điều trị thì nó sẽ trở về gần như bình thường. Và mình điều trị cho đến khi mình cảm thấy mình xét nghiệm lại máu của nó, thấy nó bình thường rồi thì thôi, thì nó sẽ là phát triển thành một em bé bình thường. Nhưng nếu như mình bỏ qua giai đoạn vàng đó thì nó sẽ trở thành gánh nặng của xã hội, là coi như từ đó về sau đó là bệnh nhân gì đần độn, nó không thể phát triển lại, bắt lại được nữa ha. Thì cho nên cái việc sàng lọc sơ sinh là cái việc quan trọng ha. Bây giờ mình qua cái đó là bệnh lý bẩm sinh, bây giờ mình qua tới bệnh giáp lan tỏa. Bệnh giáp lan tỏa tức là nguyên cái tuyến giáp đều bị bệnh. Những cái bệnh gì mà làm cho nguyên tuyến giáp nó thay đổi thì nó gọi là bệnh giáp lan tỏa. Thì trong bệnh giáp lan tỏa mình sẽ có phình giáp. Phình giáp thì mình gồm có phình giáp đơn thuần, phình giáp kèm cường giáp hoặc phình giáp kèm suy giáp. Viêm giáp thì mình có viêm giáp cấp, viêm giáp mạn. Trong viêm giáp mạn thì mình có bao nhiêu đây thể loại viêm giáp và bệnh ba sơ đồ, là nó nằm trong bệnh giáp lan tỏa, phình giáp, viêm giáp và ba sơ đồ. Bây giờ các bạn thay đổi quan điểm một chút nè. Trước đây mình cứ nói là bệnh nhân bị cường giáp đúng không? Bệnh nhân bị cường giáp rồi. Xin lỗi nha, cường giáp, suy giáp là hai tình trạng của tuyến giáp. Các bạn không được phép quên, không được phép lẫn lộn. Bởi vì một lát nếu lẫn lộn các bạn học khúc xa các bạn bị khùng. Tại vì nha, các bạn sẽ thấy tại sao bệnh nhân viêm giáp cũng có cường bình suy, bệnh nhân dân nhân giáp cũng có cường bình suy. Tức là ba tình trạng của tuyến giáp, cường giáp, bình giáp và suy giáp, đó là tình trạng của tuyến giáp, tình trạng cường giáp, tình trạng bình giáp, tình trạng suy giáp. Còn ba giờ đô hay còn gọi là bệnh Frey á, là bệnh gì?
bệnh hội chứng thường gặp đối với một số bệnh khác. Ví dụ nói đơn giản thôi cho các bạn hiểu nè, viêm giáp cấp này nó có thể ở tình trạng cường giáp hoặc là bình giáp hoặc suy giáp, nhưng nó vẫn là viêm giáp. Trên cái nền viêm giáp, tôi thì bị cường giáp nhưng mà bạn này thì bệnh suy giáp, bạn kia thì bệnh viêm giáp, nhưng ba đứa tôi đều bị bệnh viêm giáp. Tùy theo giai đoạn mà chúng tôi bị thôi. Hashimoto này cũng vậy. Hashimoto này nó sẽ có giai đoạn bình giáp, cường giáp và suy giáp ở giai đoạn sau cùng, giai đoạn trở về sau cuối cùng. Còn cái thằng Basodo này luôn luôn cường giáp cho đến khi được điều trị. Nếu không điều trị thì bệnh nhân tắc tử vào các bệnh khác thôi. Chẳng hạn như tim đập quá nhanh, nó sẽ chuyển qua các loại thể loại bệnh khác ha. Mình phải phân biệt như vậy để mình sau này mình vô bài nó dễ hiểu hơn. Rồi, bây giờ mình nói là bệnh nhân bị phình giáp lan tỏa. Phình giáp đơn thuần, đơn thuần có nghĩa rằng là nó chỉ bị phình thôi, nó không kẹp gì hết, tôi bự lên thôi, tôi chả ảnh hưởng gì tới chức năng tuyến giáp hết. Tôi đi đơn giản là tôi bự. Như vậy thì tôi bự thì tôi có cái gì bự? Tôi có thể tích bự, được không? Thể tích của tôi bự, tôi có thể bự một thời hay là bự cả hai thời, miễn sao tôi bự thôi, và tôi không kèm theo bất kỳ một cái chức năng gì hết. Cho nên các bạn nên nhớ rằng là đối với siêu âm, mình sẽ không chẩn đoán, đối với siêu âm tuyến giáp á, mình không thể chẩn đoán tới tận cùng của bệnh được, mà phải là bác sĩ lâm sàng, người ta dựa trên siêu âm và dựa trên xét nghiệm máu, người ta mới chẩn đoán ra được tận cùng của bệnh. Các bạn đừng ham hố nắm trong tay cường giáp rồi một lát về bên kia xét nghiệm máu không ra cường giáp là chết dở luôn, được không? Bạn chị nói bệnh nhân này bưng cường giáp nha, cường giáp nha, qua bên kia tay ba tay bốn tay bình thường. Ủa nó đâu có đồng pha với nhau đâu, mắt gì máu nó bình thường mà cái trên hình ảnh tuyến giáp nó bình thường, nó sẽ không đồng pha. Cho nên mình chỉ được phép ghi là a tuyến giáp to phản âm kém, tăng hay không tăng sinh mạch máu, chấm hết, được không? Còn nếu như các bạn có thêm dữ liệu như là mạch máu hay tăng, bạn phải ghi thêm một câu là bệnh nhân đang ở tình trạng cường giáp. Người ta sẽ hiểu là đang ở tình trạng cường giáp trên siêu âm chứ không phải tình trạng cường giáp trên lâm sàng. Bạn nghe cường giáp dưới lâm sàng chưa? Có nghĩa rằng là trên lâm sàng người ta bình thường nhất, xét nghiệm người ta chưa thay đổi thì lấy đâu ra cái thằng lâm sàng nó chẩn đoán cường giáp. Đây là một trong những lý do mà mình dưới lâm sàng hay cãi lộn đó. Tại vì mình chẩn đoán cường giáp về bên kia ta không có xét nghiệm máu, người ta có xét nghiệm máu bình thường, bác sĩ không cho viên thuốc cường giáp là hết. Bệnh nhân mới nói tại sao tôi cường giáp không cho tôi uống thuốc, mà người ta cho uống thuốc hay không là người ta dựa trên xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu quyết định điều trị, tại vì không thay đổi nồng độ trong máu thì làm sao mà điều trị, bởi vì thuốc kháng giáp là con dao hai lưỡi. Bạn cho bệnh nhân uống quá mức là vài bữa nó quay lại nó suy giáp, nó rất là chậm, hiểu không? Cho nên mình không thể nào mà điều trị tùy tiện, cho nên trên siêu âm của mình không chẩn đoán được tới tận cùng thì làm ơn đừng viết tới tận cùng. Mình phải có thêm lâm sàng, xét nghiệm máu. Không có bệnh nhân nào mà đi khám tuyến giáp mà chỉ có siêu âm đâu, họ phải luôn luôn có xét nghiệm máu trước đó nữa và cùng một lúc, cùng một thời điểm ha. Cái phình giáp lan tỏa này thường nó nằm ở tỷ lệ thấp ở cái thành phố lớn này nè, nhưng mà các vùng cao thì lại bị nhiều, là bởi vì họ thiếu cái gì? Chắc phải đường cao thiếu muối vậy đó, thiếu oxy liên quan gì tới iốt càng ơi. Muối. Cho nên bây giờ là người ta mặc định rằng là trong cái muối ăn của mình người ta bỏ, đó là chương trình quốc gia nha, tức là trong muối ăn luôn có một lượng iốt chứ không phải muối thường. Rồi khi muối mà bạn đi chân cướp bình thường đó, bạn tự làm, bạn tự bóc hơi cho bạn tự ăn, nó có iốt thôi. Còn muối người ta đều phải bắt buộc phải bỏ một ít hàm lượng iốt, hoặc là giống như cái bao ni lông bây giờ các bạn mua, nếu đúng nhà sản xuất mà của nhà nước cho phép á, thì phải bỏ chất tự hủy vô. Không cái bao ni lông nào mà nhà nước cho sản xuất mà không có chất tự hủy cả, phải có sản xuất tự hủy. Cho nên mình cứ cầm cái bao lên mình nói trời ơi, cái bao gì mà càng ngày càng dở, bỏ đồ vô nó rất là bể, rất là vỡ, dễ vỡ như vậy mà cứ làm, mà thật ra là rất là bắt buộc của nhà nước. Thì cái việc sản xuất muối cũng vậy, cũng phải bỏ một hàm lượng vô. Còn cái việc người ta thích ăn mặn hay ăn nhạt bị quá tải liệu đó là do người ăn thôi, chứ còn nếu mà ăn đúng cái gan của nó thì thôi, hiểu không? Rồi, nó liên quan tới tình trạng thiếu iốt ha, nó thiếu iốt nha.
thì mình sẽ có gì, thường triệu chứng nó sẽ không có triệu chứng, bệnh nhân ta không có triệu chứng gì hết. Khi mà nó quá to thì nó sẽ gì, nó gây ho, tức là nó lúc nào nó cũng vướng cổ để người ta ho khó thở hàng tiếng ha. Chẩn đoán thì mình dựa vào siêu âm và xét nghiệm miễn dịch tìm nguyên nhân. Nếu mình cần tìm nguyên nhân phần giác và mình xét nghiệm miễn dịch để mình tìm nguyên nhân có đại diện tiến bệnh và hiệu quả của điều trị ha. Thì thường thì mình sẽ thấy thể tích nó lớn thôi, ngoài cái việc nó lớn ra thì nó cũng chả có gì cả ha, nó chỉ lớn thôi. Lớn to ra như vậy trên siêu âm, nếu các bạn thấy cái này thì các bạn chỉ ghi là tuyến giáp to thôi, nghĩ phình giáp là giỏi rồi, đừng có nghĩ phình giáp đơn thuần như phình giáp gì hết. Tại có những nào xét nghiệm máu trong mai mà nói người ta lỡ này phình giáp mà kẹt cường giáp người ta được không, mình sẽ thấy sao mình nói vậy. Phình giáp tuyến giáp to tôi nghĩ phình giáp chấm hết, không ghi thêm bất kỳ cái gì nếu như không có dữ liệu xét nghiệm. Nếu mình có xét nghiệm trong tình trạng bệnh nhân bị cường giáp thì nghĩ á thì phần giáp trên cường giáp, còn không thì thôi để về lâm sàng và xử lý ha. Như vậy thì trên cái hình này chúng ta sẽ thấy mình sẽ ráp được cái hình, nối được cái hình rất là đẹp ha. Thấy cái đường này nó mướt không, tức là hai cái đường này nó phải cắt lại với nhau được ha, thì nó mướt như vậy thì nó độ khoảng rơi khoảng 79 70 ha, 70. Cái bề ngang bên kia 26 và bề dày cũng khoảng 26 ha. Bề dày này nè, mình nhắm lên hỏi thử tính mình cũng thấy nó lớn rồi. Cái eo nè, cái eo cũng lớn luôn ha. Như vậy thì trong trường hợp mà mình kiếm hoài không thấy được cái cực dưới, nha các bạn lưu ý, mình luôn thấy cực trên, mình luôn thấy cực dưới. Nếu trường hợp tiếng giáp này to và điện thoại không thấy cực dưới thì mình phải suy nghĩ tới ngay là muốn giáp hồng, thòng trung thất. Và khi thòng trung thất thì chỉ có chụp CT ha, chụp CT để xác định coi cái cực dưới là ở đâu, nó thòng tới bao nhiêu để người ta biết định mổ nó ha. Rồi mình sẽ đánh giá xem nó có ảnh hưởng gì tới cấu trúc lân cận hay không. Điều trị thì chị nghĩ là cái này người ta sẽ điều trị theo cái dạng là nếu như có ảnh hưởng tới chức năng, người ta nuốt khó nuốt vướng, người ta có thể mổ cắt nhỏ với tuyến giáp, nhưng với điều kiện bệnh nhân đang bệnh giáp thì cường giáp không ai dám đụng vô mổ đâu, vì thì cái điểm chảy máu của nó nhiều lắm. Và đây là tình trạng bệnh nhân bình phình giáp có kèm cường giáp hoặc là suy giáp. Trên cái hình này nó là cường giáp, ngoài vì mình thấy là ngoài tăng kích thước của tuyến ra, mình thấy nó tăng trên mạch máu, các bạn bắt đầu thấy mạch máu rồi đúng không, nó nhiều hơn so với nãy mà nó lan hết khắp ở bên trong đây. Các bạn bắt đầu để ý đi, cái tuyến giáp mà nó có cái tình trạng cường giáp kèm theo nó bắt đầu giảm không đi, nó khả năng kém gần như là tương tự cái cơ ức đồng chẩn, có những trường hợp nó sẽ thấp hơn cơ ức đồng chẩn. Bây giờ mình nói tới viêm giáp. Viêm giáp phần lớn là do kháng thể của cơ thể của mình nó tấn công lên mô tuyến giáp, chả biết tại sao. Tức là viêm giáp nó hiếm khi là cái nhiễm trùng ở bên ngoài đó, tức là hiếm khi nó lại gì, nó bị nhiễm vi khuẩn hoặc là áp xe ha. Thường là do cơ thể của mình nó tự tấn công vô cái tế bào tuyến giáp của mình dẫn tới tình trạng viêm ha. Và thằng viêm này cũng nhớ là nó có suy giáp cường giáp kèm theo luôn ha. Khi mà nó viêm tuyến giáp nó đây là hiện tượng gì, khi mà tuyến giáp bị viêm cũng giống như mô viêm của mình ở bên ngoài á, nó sẽ có hiện tượng gì, hủy tế bào, nó hủy cái tế bào và nó phóng thích những cái gì, những cái T3, T4 bên trong ra quá nhanh, nó sẽ phóng thích, tức là cái tế bào tuyến giáp đó là nơi dự trữ và nơi tổng hợp ra cái T3, T4, khi mà nó hủy cái đó thì nó phóng thích ra rất là nhanh ha, nó làm cho cường giáp hoặc là nhiễm độc giáp. Thường viêm giáp nó sẽ đi thẳng tới tình trạng cường giáp và viêm giáp rồi sau đó nó mới suy giáp, chứ không phải là đang viêm giáp giai đoạn đầu mà cường giáp đâu. Đầu tiên nó phải phá hủy tế bào, và khi nó phá hủy tế bào nó phóng thích ra những cái chất tuyến giáp rất là nhanh, nó phóng thích ra những cái, tại nó dự trữ mà, làm cái nồng độ trong máu nó tăng lên cao lắm ha, và nó làm cường giáp phát ra. Rồi viêm giáp tán cấp thường thể là viêm giáp mủ hoặc viêm giáp do vi khuẩn. Thì cái này thì mình cũng đầu tiên mình sẽ gặp là do những cái con vi khuẩn ha, thâm nhiễm là những con áp xe, những cái con vi khuẩn này nó thường thì có, thì nó sẽ có gì, nó sẽ có lâm sàng thì bệnh nhân sẽ hay đau vùng tuyến giáp,
đau, mình đụng cái đầu dò cho bệnh nhân cũng đau nữa, nuốt không người ta cũng đã đau. Và khi mình đặt cái đầu dò lên bồn siêu âm là người ta đau, người ta sẽ nói cho mình biết là có đau ha. Và bên trong khi mà bồn siêu âm mình sẽ thấy những cái vùng phản âm kém nằm lan tỏa ha, nằm bệt ở trong nhu mô tuyến giáp. Tuy nhiên nó sẽ không có vỡ bao, nó sẽ không có vỡ bao, nó có thể nhiều ổ hoặc là một ổ ha. Thường là triệu chứng đơn lẻ thôi. Mình sẽ có gì đây? Đây, mình sẽ có những cái vùng phản âm kém bên trong, bệnh nhân kết hợp là đau, không có giới hạn rõ để mình phân biệt nhân thật và nhân giả. Một lát một cái khối như nè, nếu nó tạo thành áp xe, nó tạo thành áp xe, nó quần lại, nó tạo thành cái vỏ bao thì nó lại là thành một cái nhân giáp. Nhân giáp sau cái viền giáp tạo thành cái áp xe giáp ha. Mình bỏ mạch vô thì mình sẽ thấy gì? Nó tăng sinh mạch máu tới nuôi. Và khi bắt đầu nó viêm, nó qua cái giai đoạn viêm rồi, giai đoạn này nè, bắt đầu nó viêm thì nó gì? Nó đơn giản thôi mà. Hồi nãy nói rồi, nó hủy tế bào và nó tăng tình trạng cường giáp lên. Thì khi mình bỏ màu vô nó cũng giống như một cái thằng cường giáp. Như vậy thì mình phân biệt cường giáp bình thường và viêm giáp qua cái gì? Qua lâm sàng. Qua lâm sàng và qua những ổ. Tại vì nếu mà viêm giáp nó sẽ có những ổ nằm riêng rẽ, mặc dù nó không giới hạn rõ nhưng nó riêng rẽ. Còn bệnh lý cường giáp, bệnh lý Bacillus là bộ hàng thể viêm giáp, nó giống nhà từ trên xuống dưới, chứ nó không tạo ra những ổ, những bệnh và nó sẽ không có đau được ha. Đây, bạn này cũng tạo ra được một cái ổ ở bên dưới ha, giới hạn không rõ. Bên ngoài bắt đầu nó hình thành áp xe thì bắt đầu nó đỏ, nó tạo ra ha. Nếu mà lỡ nhiễm con nào sinh khí thì nó sẽ có khí bên trong, vi khuẩn tạo khí thì nó sẽ sinh khí bên trong. Cái này không phải là do mình đưa vô mà do con vi khuẩn nó bị nhiễm ở bên trong nó tạo ra luôn ha. Bây giờ mình nói tới viêm giáp mạc, hồi nãy là viêm giáp cấp, cấp và bán cấp, cấp và bán cấp. Còn bây giờ mình nói tới viêm giáp mạc, nó cũng giống như viêm gan cấp và viêm gan mạc vậy thôi. Thì mình sẽ có bệnh lý viêm giáp mạc. Viêm giáp mạc cái điển hình của nó là cái thằng này, Hashimoto, điển hình của nó ha, là một cái bệnh lý tự nguyễn và kháng giáp, cho nên cái cuối cùng của nó là sẽ đưa tới suy giáp. Mình không biết giai đoạn nào nó đưa tới suy giáp, nó sẽ tùy theo giai đoạn. Có thể giai đoạn hả, cái người bị bệnh là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi gì đó, nó sẽ đưa tới suy giáp, mình không biết là tới khúc nào ha. Rồi, chức năng của tuyến giáp thì nó trải qua các giai đoạn sau. Thứ nhất là bình giáp, suy giáp, cường giáp. Nó cứ bình, suy, cường, hoặc là bình, cường, hoặc là cường, bình. Nói chung là ba cái giai đoạn này nó sẽ trộn lẫn với nhau trong suốt quá trình sống của cái người đó. Được không? Ví dụ giống như là bây giờ bạn đang bị bệnh Hashimoto, hôm nay bạn thử và thấy bạn cường giáp, bạn không điều trị gì hết, một khoảng thời gian nó sẽ đưa về bình giáp. Được không? Hiểu không? Sau đó thì nó lại cường giáp lại, rồi nó lại bình giáp lại, nó có cường giáp, bình giáp và suy giáp là cái giai đoạn cuối cùng. Rồi cường giáp mình có thể gặp với hai dạng, một là sớm tháng thoáng qua thôi, hai là kéo dài. Và khi nó kéo dài này nè, là cái khó nhất, là bởi vì tụi mình cần phải phân biệt với ba giờ đô. Nếu như nó không kéo dài, nó sớm, nó thoáng qua, nó đưa ngược trở lại cái thằng bình giáp thì không có gì để nói nữa hết. Tức là đâu mình sẽ xác định ngay mày là viêm giáp mãn tính. Nhưng nếu bây giờ mình đã ở giai đoạn kéo dài, tức là hôm nay mình xét nghiệm nó cũng cường giáp, tuần sau mình xét nghiệm nó cũng cường giáp, tuần tới mình cũng xét nghiệm nó cũng cường giáp, như vậy thằng này nó đang bị ba pseudo hay nó đang bị viêm giáp mãn, mình không biết. Cho nên khi mà mình xét nghiệm tới cái này phân biệt ba pseudo rất khó, và cái tiến triển bệnh này mình giúp phân biệt nè. Phân biệt cái bệnh đó là mình đợi coi khi nào nó suy giáp thì nó không ai đợi đâu. Bây giờ người ta sẽ có nhiều cái cách lắm, ví dụ như người ta cho thêm xạ hình, người ta cho thêm là cái kháng thể kháng giáp vô để mà người ta kiểm tra xem là hai đứa này là đứa nào ha, thì người ta trị ha. Lâm sàng thì tuyến giáp lớn lan tỏa, mật độ chắc và không đau. Siêu âm thì mình sẽ có gì, mình sẽ nhổ luôn để mình xem ha. Mình có khả năng kém rồi nè, bắt đầu bây giờ bờ giáp là thấy hết thấy rồi đó. Bờ giáp ở đâu? Bờ giáp này ở đâu? Nói rồi, hồi nãy cái tuyến giáp bình thường đó, mình nhìn thấy bờ giáp mình thấy mình coi thường đó đúng không? Bờ giáp nó bị đâu khó thấy. Bây giờ lọt vô đây nè, mình sẽ thấy thằng này là bờ giáp hay là cái cơ, bờ của cái cơ. Ở
mình đo ở đâu đây, đo ở đâu để xác định à, mờ ở đâu, mờ đây hay mờ đây. Hashimoto, và đặc biệt của cái thằng Hashimoto này các bạn sẽ thấy gì, những cái đốt phản âm kém từ 1 tới 6 mm. Cái này không phải là nhân, mà chúng ta nếu mà non tay chúng ta sẽ chẩn đoán nó là nhân. Nhân giáp, khi chúng ta chẩn đoán nó nhân giáp sẽ có chỉ định làm MRI, và chỉ định làm MRI cái này không hiệu quả và không thành công luôn, bởi vì đâm ra có thấy gì đâu, nó phải là nhân, nó là viêm giáp. Và những cái này là những cái hạt đặc hiệu của nó, những cái tổn thương, những cái ổ phản ứng kém đặc hiệu của nó ha. Và thường nó sẽ có hạch lớn kèm theo ha, tại vì nó là viêm mà, tình trạng viêm. Mà khi nó nổi cơn viêm của nó lên, nếu mà nổi cơn điên của nó lên thì cái thằng kế bên nó cũng điên theo. Sau một khoảng thời gian thằng này bình giá lại thì nó sẽ bình giá lại ha. Đây, bỏ màu vô nó vẫn có mạch máu. Nếu nó ở giai đoạn cường giá, viêm giác mạng nó ở giai đoạn cường giá thì nó sẽ vẫn có mạch máu ha. Và đây là giai đoạn của nó, giai đoạn này là giai đoạn lình bình nhất của nó. Nhớ là tổn thương này là tổn thương không có hồi phục. Chúng ta sẽ thấy cái này từ đầu cho tới đuôi, tính giác cũng thấy nó luôn. Được, đó là cái tổn thương dạng chấm chấm như vậy, là những cái ổ phản ứng giảm như vậy, là những cái không bao giờ mất đi. Đây ha, đây là cũng là viêm giáp, viêm giáp Hashimoto, gọi là viêm giáp mạng. Viêm giáp mạng tính thì hiện nay mắc cũng khá nhiều, chưa biết lý do nó là bệnh lý gì đó, tự miễn. Sau Covid các bạn thấy bệnh lý tự miễn nhiều không? Các bạn có ngồi phòng khám không? Không biết hay là không thấy? Không thấy, hay còn phòng khám gì? Không biết. Sau Covid bệnh lý tự miễn khá nhiều, đặc biệt các bạn sẽ thấy mình dễ dị ứng hơn, rất dễ dị ứng. Chưa hiểu là cái con Covid nó làm cái quỷ gì trong người chúng ta, nhưng mà chúng ta rất dễ dị ứng, thậm chí những cái món trước đây đã ăn bây giờ ăn lại nổi mẩn đầy người, và nó nổi dữ dội hơn, nó nổi một cách quá dị hơn. Hay là mình nghĩ đơn giản như nổi đơn thuần thôi, nhưng mà có khi là phải nhập viện quá, thậm chí là tôi đi xuống phòng cấp cứu là bây giờ họ nói một câu như vậy là bây giờ họ rất sợ dị ứng vô. Bệnh nhân mà có chẩn đoán dị ứng vô họ rất sợ, là bởi vô là họ giảm thuốc mạnh liền, mà còn khi mà có khi còn phải cho đi thở máy nữa đó. Có nghĩa rằng là cái phản ứng dị ứng, phản ứng của cơ thể của mình nó giống như nó bị tăng lên gấp bội vậy đó, rất nhiều nha. Thì cái bệnh lý tự miễn này khả năng nó cũng tăng lên rất là nhiều, cho nên hôm đó siêu âm nhớ kiểm tra. Các bạn nào nè, bây giờ mình đi về mình suy nghĩ xem bữa giờ mình có cọc quá không, mình có cọc cằn không á, tại vì cứ đứng kế bên nói một hai câu quay qua chửi nó gì á, mình tức bực tức cọc cằn. Dạo này thời tiết nóng thì mình không có đo được ha, chứ nếu như mà thời tiết bình bình mà cứ chui vô phòng máy lạnh là 18 độ mở miếc á, là phải đi xét nghiệm tim giác trước để coi coi mình đang ở tình trạng gì, mình có cần giáp hay không. Tức rồi đó, tôi bị bệnh này, tôi bị tim giác mạng Hashimoto này, mà không phải tôi là người phát hiện ra. Cái cô Hải cổ sẽ là cái người hướng dẫn mấy bạn về cái phần phụ khoa. Thì hồi xưa lúc mà cổ học nội trú thì tôi là bác sĩ bệnh viện, hai đứa đi trực chung, trường chung ở trong phòng á. Bây giờ trường chung xong sáng ra nó nói vậy nè, nó ê Loan, mày đi xét nghiệm tuyến giáp đi, chứ tối thì tao trường mệnh kính mít à, còn mày thì mở nhiệt độ 18 độ mà mày ngủ phê phê à. Và lúc đó tôi ốm lắm nha, bây giờ thực sự ước mơ được trở lại cường giáp thôi thiệt á, ăn gì cũng không mập. Lúc tôi tốt nghiệp đi tôi có 39 kg thôi, trời ốm mà ốm bơ ướt luôn á, bây giờ thở không cũng mập, còn hồi đó ăn gì cũng không mập. Rõ ràng xét nghiệm ra cường giáp liền, xét nghiệm ra cường giáp liền, tình trạng cường giáp nha. Và lúc đó rất lấn cấn, là bây giờ mình cường giáp cho mình viêm giáp. Tại vì cường giáp mấy bạn điều trị á, cái Bazodo á, các bạn điều trị với cái hàm lượng rất cao. Ví dụ Thyroxin các bạn uống 1 viên một ngày, nhưng cái Hashimoto này nè, các bạn uống 1/4 viên một ngày, trong vòng 1 tuần nó xuống bình thường liền. Tức là viêm giáp khi mình đánh thử thuốc kháng giáp vô á, tình trạng nó trở về rất nhanh, nó trở về bình thường rất là nhanh, chứ không phải như cái hàng Bazodo. Bazodo là uống là tính tháng tính năm luôn á, có nhiều bệnh nhân uống 2 năm 3 năm nó vẫn còn như vậy. Nhưng mà đối với thằng này thì mình uống một khoảng thời gian nó xuống, mà xuống rất nhanh như vậy thì mình sẽ phải gì, đầu tiên lúc đó cũng lì lắm, có làm gì khác đó, uống thử nghiệm. Uống thử nghiệm tức là mình uống liều thấp, mình uống liều thấp xong rồi mình đi xét nghiệm coi trong khoảng đó là bao nhiêu ha.
trong khoảng đó là mình uống 2 tháng coi nó về bình thường hay không, thì may quá 2 tháng nó về bình thường. Còn lúc đó cũng chưa có rành được cái hình ảnh gì lắm đâu. Lúc đó đâu đã vô bộ môn, đầu nghiên cứu bản quyển hay làm gì. Mình chỉ học đủ để mình làm thôi, chứ mình không có đi chuyên sâu. Riêng về cái bài tiếng giáp này nè, có hiểu không? Nói thầy nghe nha. Nói nghe. Xin nghề tỉnh nghiệp. Mình dạy bài gì mình bị bệnh bài đó à? Tôi nói tôi nha, mấy bạn nghĩ gì tôi không biết. Tôi biết mấy bạn nghĩ gì. Mình dạy cái bài gì mình sẽ bị bệnh bài đó ha. Đây là bệnh của tôi. Và thường nguyên cái bài này là tôi phải ngồi với các bác sĩ mà chuyên khoa 2 á. Chuyên khoa 2 bữa đó cũng có mấy người bệnh Chợ Rẫy, nói chung là các bệnh viện lớn đó, ngồi ráp lại. Tại hơn quá bữa đó hướng dẫn cho họ cái bài này về siêu âm. Thế là ráp lại đâu 5-6 bác sĩ đó, bắt đầu chia sẻ với nhau. Tôi đưa cái bài này cho họ, tôi hỏi là bài này đủ chưa, đủ hết tất cả các mặt bệnh mà họ đã gặp chưa, bệnh lý về nội tiết chưa. Họ nói đủ rồi, có nhiều cái chưa thấy bao giờ luôn. Chẳng hạn như bệnh viêm giáp hóa sợi họ chưa từng thấy. Có một bạn ở bên Chợ Rẫy thì họ nói em làm 15 năm thấy đúng một ca viêm giáp hóa sợi và bệnh nhân chết rồi. Tại vì viêm giáp hóa sợi không điều trị được. Cái viêm giáp này của mình mà mình bị sợi lên á, bị mô sợi nó bóp giống như ai bóp cổ mấy bạn á, mà bóp hoài á, mổ lấy ra nó lớn lên đến lúc bệnh nhân chết thì thôi. Là người ta thấy có đúng một lần nhưng mà nó là bệnh hiếm. Thì cái bài là bệnh lý tuyến giáp này là nó gồm tổng hợp của lâm sàng và bác sĩ lâm sàng ráp lại, cho nên coi như cái bài này là đủ hết tất cả các mặt bệnh lý. Và họ xác nhận rằng là mình phải nói đây chỉ là tình trạng cường giáp thôi. Tại vì họ feedback lại với tôi mà họ nói mấy người kỳ lắm, mấy người tự nhiên trả lời cường giáp và qua bên kia người ta không cường giáp. Chẳng hạn như tôi xem cái này, nếu tôi thấy cái này bỏ mạch máu vô vẫn còn, hôm nào lên hướng dẫn đặt cái đầu dò lên cho coi, bỏ mạch máu lên vẫn còn thì bây giờ tôi nói tôi cường giáp thôi, không có, tôi thử máu bình thường mà. Mọi lần mà tôi tức bận bực tức cái gì tôi đi thử cái máu lắm, thử máu từ 3-4 DH coi như là thường quy của tôi, cứ khoảng 3 tháng tôi thử một lần coi khi nào nó lên tôi uống thuốc xuống chứ, hiểu không, chứ không phải mình dương máu. Còn không có dương máu nhưng mà đặc biệt cái hồi mà có bầu là mình phải thử dưỡng nữa, tại vì nó sẽ vô dịch, nó vô cơn bão giá. Và khi bão giá là mình chết chắc luôn chứ không phải chắc chết nữa. Khi mình có bầu cái áp lực lên cơ thể của mình stress lên nè, và cơ thể mình chịu áp lực, và lúc đó tình trạng cường giáp nó sẽ rất là cao. Cho nên những cái bà bầu á mà bà bị cường giáp là bác sĩ sản rất sợ, họ mà vô cơn bão giáp là khó kéo lại đó. Các bạn vô trong quá trình nó biết mình mổ cũng vậy, tại sao các bạn mổ mà bác sĩ mà nghiêng đều phải cho các bạn thử máu về tuyến giáp hết, tại vì trong quá trình mổ nó là một cái stress lên cơ thể. Và khi cường giáp bọc lên lúc đó, bão giáp lên trong lúc đang nằm trên giường là chết chắc, nó sẽ bọc ra, nó chảy máu nhiều hơn nha, nó làm yếu tố như là tăng nhịp tim các kiểu ha. Rồi bây giờ mình nói tới viêm giáp hạt bán cấp, hồi nãy là viêm giáp mạng, bây giờ mình qua cái hàng bán cấp, mình nói cấp nè. Mạng bán cấp thì mình có một cái hàng bệnh lý gọi là viêm giáp về viêm gram hay là viêm giáp về virus ha. Lâm sàng thì mình có giai đoạn cấp tính 4-8 tuần thì tuyến giáp thường to một bên, mật độ chắc thì không đau ha, đau chứ viêm giáp ha. Rồi giai đoạn nhược giáp cấp tính là trường trạng cường giáp, xong qua đại dạng nhược giáp, và giai đoạn này là phục hồi bình giáp. Đối với viêm giáp mạng bán cấp, đầu tiên nó nhảy vô nó làm cường giáp, sau đó nó chạy qua suy giáp hoặc bình giáp, và cuối cùng nó trở về bình giáp. Có nghĩa là nó vượt qua cái giai đoạn cấp đó rồi thì nó sẽ trở về bình giáp hết, được không? Nhưng trên hình ảnh xưa mình thấy giống nhau, mình vẫn thấy nó to một bên ha, vùng tổn thương không cân đối nè các bạn, mình sẽ thấy tuyến giáp nó to một bên ha, bự một bên nha, và phản ngâm nó kém. Lưu ý khi bệnh nhân mà bị thiểu sản một thùy, mình sẽ thấy thùy bên đây mất, nhưng mà thùy bên đây không thể to đùng lên được và không thể có phản âm không đồng nhất. Thằng kia là phản âm đồng nhất, mịn màng đồng nhất, còn thằng này là đang xen vẫn ngô kém ở bên trong, được ha. Để các bạn sẽ thắc mắc ý thì trường hợp người ta bị thiểu sản, bên trong thiểu sản nó có tiêu chuẩn của thiểu sản, và đồng thời chúng ta sẽ có gì nữa, chúng ta phải có thêm lâm sàng cho nữa, chúng ta phải có thêm xét nghiệm cho nữa. Lâm sàng thì hàng ngày gì các bạn rờ cho đó, bạn sẽ thấy nó cứng chắc và bệnh nhân đau. Viêm giáp mà cứng chắc đau, còn người ta thiểu sản thì bên đây ta hơi to lên thì mắc gì ta đau,
mình đè người ta đau thì đó, mình ấn thì ta đau, người ta nghẹt thở thì đó. Đây, nhưng mà cái này quên, mấy bạn nam mà làm siêu âm tuyến giáp á, để ý. Mấy bạn nữ thì không sao, nhưng mấy bạn nam mà làm cho bệnh nhân nữ á, thì làm ơn có mỗi tay cũng ráng nhấc cái tay mình lên. Nhiều khi quên á, mình mỏi tay mình để cái tay mình đè vậy nè. Thế là dưới đây thì lấy điểm tựa là vú, còn ở trên đây là tuyến giáp là chết dở. Được không? Nhớ nha, cái này lâu lâu tự nhiên chợt nhớ đến thì cho bạn, khi các bạn mới mốt thao tác nhiều khi quên, chứ không phải mình cố ý. Tuy nhiên cũng có người cố ý chứ mà là không. Cho nên nếu mà mình không rơi vào trường hợp cố ý thì mình phải nhớ đưa lên nhá, để mà bệnh nhân kiện nha. Kiện nha, chứ không phải giỡn đâu nha, bệnh nhân lúc này gì cũng kiện. Cái mấy bữa đi tầm tầm có thể bệnh nhân chửi không vậy? Chủ nhật bao giờ hả? Sao chị quên ghi vậy? Nghe nói buổi chiều bệnh nhân chửi hoài mà, chiều nào cũng chửi, chơi cái làm chẳng muốn chửi. Thư ký chửi. Hả? Thư ký chửi hả? Không mà bệnh nhân gây lộn với nhau nữa. Nhưng mà thông thường á, mỗi lần mà làm buồn ngủ, tôi em hợp tôi nói chồng không có bệnh nhân nào chửi cho tỉnh ngủ qua giờ thiệt luôn á. Buồn ngủ quá đi mà phòng im quá chịu không được. Nhưng mà bữa nay tôi nghe báo lên rất là bệnh nhân chửi rồi, trời ơi mệt quá. Ơi thì nóng quá, trời nóng quá ha. Nếu tình trạng cường giáp nó sẽ có mạch máu tăng lên và hạch thì đại lúc nào cũng kèm theo, thì các bạn thứ nhất cứ hệ viêm là phải có hạch, không thể nào viêm mà không có hạch phản ứng, cho nên cái việc hạch thì đại này chắc chắn nó sẽ có ha, nhưng mà nó vẫn tuân thủ nha, hình thoi và đốt cầu. Ngày mai bác sĩ Hằng Hà, bác sĩ Ngọc cho chị cũng bạn cái bài này kỹ hơn về hạch ha, viêm học hạch. Rồi cái thằng viêm gan này trước điều trị mình sẽ thấy nó phản ứng kém và lớn á, kém không đồng nhất lớn, và sau điều trị thì nó trở về bình thường. Nha, được viêm gan có điều trị thì trở về bình thường. Này, viêm giáp hóa sợi là một cái bệnh lý mãn tính và hiếm. Tổ chức tuyến giáp này nè, nó cứ to lên và nó dày, nó co cứng, thì cái thằng nào ở gần nó nhớ chịu ảnh hưởng dễ nhất đó là cái thằng khí quản. Và đây là điều trị mình cứ mổ, rồi bệnh nhân bị lại, mình mổ bệnh nhân bị lại ha. Đến lúc mà bệnh nhân chết thôi, khó thở khó nuốt giống như ai bóp cổ vậy đó ha. Rồi basodo, bây giờ mình nói tới bệnh gray là tình trạng cường giáp phổ biến nhất, nó cũng là bệnh tự nguyễn, đặc điểm là nó có nhiễm độc giáp, nó tăng tiêu thụ oxy, ăn nhiều sụn cân nhịp tim nhanh, ăn nhiều sụn cân về ha. Uống cổ thì bố giáp mạch hay còn gọi là rung miêu. Nhà có con mèo không? Nhà có đuôi mèo không? Không đuôi mèo. Bữa nào hẹn tôi cà phê đi, tôi ẩm mèo chân lồng của tôi ra cho rờ. Tức là nó rung miêu có nghĩa rằng là mấy bạn rờ trong cái người đó đó, lúc nào nó cũng rờ, nó đề. Lúc nào cũng nghe con mèo mình bị bệnh. Nó gọi là hiện tượng rung miêu. Như vậy thì bệnh nhân bị cường giáp, khi các bạn để cái đầu giò để cái tay gần đây, các bạn sẽ thấy là cái tuyến giáp này nó như là con mèo. Con mèo mà cái da của nó mình ở gần mình đụng của nó, lúc nào nó cũng có độ rung miêu, gọi là rung miêu. Miêu này là con mèo nè nha. Và cũng có con mèo thì mọi người có thể tự ẩm nó ra, nhưng mà phải đổ cà phê cho bé vô được nha, chứ ẩm ra mà còn cà phê cho bé vô cũng như không nha. Cà phê có bé vô được tôi cho rờ thử. Ủa chứ không phải đi rờ nhà anh ta, ở con mèo mà không quen biết nó cắn thì sao, vô con mèo tôi nó có cắn, nó cắn tôi thì cho nó có cắn mấy bạn, cho nên tôi cho mọi người rờ thử ha. Rồi thứ hai là bệnh mắc lòi. Soi gương coi các bạn nào mắc lòi không? Lòi này là lòi không hồi phục nha, chứ không phải lòi ra cái mắt người ta lòi ra ha. Mắc lòi bệnh phù nêm trước xương chày, tức là cái xương chày của mình, cái xương chày đâu không, xương chày rồi cái tay. Trời ơi, xương chảy đâu? Chưa. Ở đâu? Cái chân đúng không? Phù nêm trước xương chảy. Tuy nhiên, các bạn phù nêm trước xương chảy này thường gặp ở người chủng tộc gì? Không phải da đen của mình, da trắng. Những người mà nước ngoài, Mỹ rồi đó, châu Âu rồi đó, họ sẽ bị phù nêm trước xương chảy nhiều hơn mình ha. Rồi, siêu âm mình sẽ có 3 dạng. Phản ứng kém lan tỏa. Thứ hai là để chống viêm giáp Hashimoto. Có tác dụng phản ứng kém là gì ha? Rồi tăng tưới máu, vận lực tỉnh thân thu nói rồi luôn. Phân biệt với lại cái thằng này rất là khó nha, không phải dễ đâu. Cho tới bây giờ nói thiệt ra tôi cũng ngờ ngợ tuy Hashimoto thôi, tại vì cái điều mà bạn tôi mong muốn á nha, bé đó nó cũng thân lắm,
đó là bác sĩ nội tiết trong hội nội tiết thành phố luôn, nó kêu bây giờ chị đi xạ hình cái cổ cho chị đi để em biết chị là cái gì luôn. Nó hỏi sao vậy, nó bình thường mình nói người ta dễ lắm ha, thử chích 15ml phóng xạ vô người coi, chích vô để mà đi chụp á, bé mới xạ hình được đúng không, chích vô đi. Việc đầu tiên là không được về nhà, mình phải thải hết phóng xạ trong người mình ra. Ủa chứ nó phải chích cái chạy cái ào về nhà, muốn làm gì làm. Cho nên á, nếu các bạn đi du lịch, nếu đi du lịch thì mình chịu khó chi tiền cho khách sạn cao lên một chút. Tôi có nghĩa rằng là chúng ta ở từ 4 sao tới 5 sao. Tại vì tôi thấy bệnh nhân ở đây nè, họ nói vậy nè, họ nói em đi uống gió phóng xạ. Thứ nhất là mấy người mà ta điều trị tuyến giáp xong đó, can giáp xong, ta mổ xong, ta uống gió phóng xạ đó, nó bây giờ lên uống gió phóng xạ, bây giờ em về nhà sẽ không về nhà mà ra khách sạn để mở một tuần. Tức là những đứa trong khách sạn nó bị chứ người nhà không có bị. Như vậy ở một tuần không lẽ ở khách sạn 5 sao, 5-6 triệu một đêm chịu sao nổi, chắc chắn họ sẽ phải ở cái level thấp hơn đúng không? Vì đó tôi đang nói là bây giờ mình né. Còn cái phòng kế bên phòng thầy là phòng CBS. Mấy bạn biết phòng số 7 không? Mấy bạn tung tăng đi ngang đó đúng không? Phòng số 7 có cái bát xạ hình á. Các bạn nhìn đi, nhân viên đi tới không ai đi đường đó hết trơn. Nhưng lợi biết đi đi không thì không biết. Chị không bao giờ đi đường đó mà chị đi từ cái phòng số áo. Chị lượn ra cái khu phòng khám, chị né cái phòng CBS đó ra. Bệnh nhân uống thuốc với bệnh nhân bơm thuốc nằm đầy ở ngoài đó đó. Uống thấy bệnh nhân nằm băng ca dài 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 dài. Mặc dù có cái tấm chặn nhưng mà nếu tụi em học về phóng xạ thì cái đó không đủ, cái đó không đủ, cái tấm chặn đó không đủ. Rồi bệnh nhân này còn ăn uống nước tiểu các thứ nữa. Nếu mà mình về nhà như vậy thì để chụp được cái này thì ít nhất cách ly với gia đình khoảng 10 ngày ở trong bệnh viện, 24 ngày ứng từ sáng tới chiều mới được đi về, rồi để người ta theo dõi rồi về nhà thì mình phải cách ly với gia đình của mình nữa. Cho nên tôi vẫn chưa chụp là tại tôi thích. Cái thứ hai nữa, lâu lâu mà đến lúc mà mình làm bận gan nên mình quyết định đi chụp thì nó hết phóng xạ. Phóng xạ mình phải mua, mình phải mua từ nước ngoài nhập về. Mỗi lần mà chở về là có xe chở riêng phóng xạ, chở riêng phóng xạ đi từ cái chỗ mà trung tâm của phóng xạ đem về. Và hôm nọ tôi sẽ nằm ở trong cái đội ứng cứu sự cố phóng xạ. Có nghĩa rằng là khi bệnh viện có sự cố phóng xạ, tôi là người biết trước. Mấy đứa hỏi biết để làm gì, nó chạy trước. Chỉ cần ở trong nó mật bể cái ống phóng xạ bên trong á, là lập tức cái khu đó. Mấy bạn coi phim không? Đó, nó nguy hiểm tới độ là dòng đó là phải lập mấy dòng dây ở bên ngoài á. Là mình phải là cái người đi vô trong đó để giải quyết sự cố đó. Hiểu không? Tức là trong cái bệnh viện có khoảng 10 người nằm ở trong cái group đó. Và khi mà kích hoạt cái sự cố phóng xạ lên, chỉ cần cái thằng kỹ thuật viên ở trong đó nó bùng bùng nó rút ha, nó rớt cái bẹt xuống dưới đất, nó rớt cái ống tim xuống dưới đất, cái bể hoặc còn rớt cái lọ phóng xạ xuống dưới đất á, là toàn viện cách ly hết. Tại vì các bạn ở gần đó là dính hết, phóng xạ nó bay ra hết ha. Cho nên chụp cái phóng xạ này mình nói nghe đơn giản lắm, đi chụp xạ hình đi. Đó chụp ra nằm đóng đó, người đi không ai biết, nó tung tăng đi vô kiếm thầy, đi vô phòng số 7 đi ngang xì qua cái sườn xì bếp. Ở đây né hết à, không ai đi đường đó hết trơn nha. Mấy bạn nhìn đi, ngồi đó nhìn đi, chỉ có người nhà bệnh nhân, chứ bệnh nhân nằm đó thôi. Còn lại các bác dưỡng có điểm đó không, không luôn. Dưỡng được éo vòng bên kia. Còn không, có thể để chiều mới đi ha. Thôi vậy nhớ né cái phòng space ra ở tất cả các nơi nha. Mình né ra. Rồi, thì bây giờ cái hàng này nhiễm độc giác là nó sẽ đi mãi mãi. Nó không giống cái hàng C2 Hashimoto đâu nha. Không có phải là đến có tình trạng nó bình giác một tờ xuống mà nó sẽ đi cho đến lúc mà bệnh nhân bị gì, thường là bị gì, suy tim, tim đập rất là nhanh. Hồi lúc tôi chưa điều trị cái này, tim tôi lúc nào cũng trên 120 á, nhịp tim của tôi là 120. Hiện nay mỗi tối tôi đều phải uống con cọt để cho nhịp tim hạ xuống còn 60. Và các bạn biết nhịp tim của các bạn á, đẹp nhất nó chỉ được đập khoảng trong khoảng bao nhiêu, 60 lần trên phút thôi. Các vận động viên thể thao á, nhịp tim người ta rất là chậm, nhưng mà bù lại chất lượng bóp nó rất là tốt, tức là nó bóp nhát, bóp chậm nhưng nó có hiệu quả. Còn mình là cái thứ bóp nhanh nhưng không có hiệu quả, có nghĩa rằng là nhịp tim mình bóp rất là nhanh. Và cái nhịp tim này nó cũng có giới hạn của nó, bóp đủ lần thì nó ngõm thôi, chứ không lẽ bóp hoài. Có các bạn có thấy rung rung nhảy không?
thì nó sẽ rất là nhanh. Thì cái này mình sẽ coi như bệnh nhân có nhịp tim nhanh nè, ăn nhiều sụt cân nè, những cái đứa này thì nó rất là tăng động, nó tăng động đó, lúc nào nó cũng có cảm giác nó phải làm, nó làm cái gì cũng được nhưng nó phải làm. Thì nếu như mình là nhà lãnh đạo quản lý thì mình sẽ thuê những đứa cường giác, mình sẽ không thuê những đứa suy giác. Suy giác nó vô nó ngồi nó ngủ thôi à, nó ngồi đâu nó ngủ đó, nó lười lắm. Còn mấy đứa cường giác lúc nào cũng đi lại hỏi cái gì em làm, có gì không làm, bởi vì năng lượng nó nhiều, năng lượng giải phóng của nó nhiều, cho nên hôm nào mà thấy tôi bắt đầu làm nhiều là tôi phải đi giải phóng năng lượng ở chỗ khác hả, sao mình phải nghi ngờ ngay. Hai là cọc tính, bực bội lắm, dễ bực tức lắm. Thứ ba là hay bị tiêu chảy, tại vì gì, cái sự chuyển hóa nó nhiều, ăn nhiều sụt cân nhanh, hoặc ăn nhiều thấy thằng này mình dẫn nó đi ăn hoài, mình nuôi hoài nó không mạnh. Đầu tiên để như vậy thì trước khi mình nuôi một cái đứa nào đó, hay mình quyết định là kết nối với một cái đứa nào đó, mình thấy nó ốm, mình chở nó đi ăn cái này cái kia, đầu tiên mình chở nó đi thử máu trước đi, để cái việc mình cho nó ăn nó có hiệu quả một chút. Chứ bây giờ nó bị cường giáp mà cuối tuần nào mình cũng chở nó đi ăn đồ ngon đồ bổ chi cho phí à, mình trị nó xong rồi mình cho nó ăn, tự nhiên lúc đó nó thở không, nó cũng mạnh nữa, không có cần phải lo lắng nha. Rồi đây là bệnh nhân bị cường giáp giật xạ hình lên, toàn thể tuyến giáp bị nhiễm độc hay nhiễm iốt phóng xạ hết. Đây là xạ hình, rồi mạch máu, đây là hình ảnh con bướm mè, hai cái cánh bướm nó rất là lớn và nó có màu xanh màu đỏ rất là đẹp ha. Và cái vận tốc đỉnh tâm thu này rơi đâu vào đó khoảng là 78 gì đó, 780 chữ, nó nhỏ nhỏ đây, thấy đường đó nè. Rồi đây siêu âm vẫn giống như cái hàng Hashimoto, mình sẽ gì, siêu âm xét nghiệm. Siêu âm thì mình sẽ xác định xem tình trạng của nó lớn như thế nào, mật độ, nhưng mình không biết được cái tình trạng cường giáp của nó đang là bao nhiêu, đang nhiều hay ít, và nó có đáp ứng chưa ha. Bây giờ xét nghiệm miễn dịch thì mình đi tìm nguyên nhân, tức là T3, T4, TSH á, mình theo dõi diễn tiến và hiệu quả của điều trị. Điều trị thực tế ra cái tuyến giáp này nè, nó chỉ có một mục đích thôi, là đưa bệnh nhân trở về tình trạng bình thường, tức là từ cường giáp đưa bệnh nhân về bình giáp, chứ từng có từ cường giáp đưa bệnh nhân về suy giáp luôn. Có nhiều trường hợp bệnh nhân sau mổ cường giáp cái uống thuốc tuyến giáp lại là bởi vì suy giáp quá tay. Tuyến giáp nó là con dao hai lưỡi, mình điều trị tuyến giáp á, nó sẽ đảo chiều đảo cực, tức là bệnh nhân đang cường giáp đúng không, mình điều trị cho bệnh nhân trở về bình giáp, nhớ là bình giáp sau rồi mới quyết định đi mổ đó nha, chứ không ai đang để máu me tà là vậy mà đi mổ đó. Thậm chí nếu mà trong tay có một cái nhân tuyến giáp dù nó ác tính cỡ nào, bạn cũng đừng có dại khờ mà đâm cái kim vô bằng lấy tế bào ra thử. Với tình trạng cường giáp này đâm vô thì trên lam sẽ là toàn hồng cầu, không có cái gì để coi hết đó, và thậm chí mình sẽ không có cầm được máu cho bệnh nhân. Cho nên khi mà bệnh nhân có cường giáp thì không có chỉ định làm thế này gì hết ha. Rồi mổ thì cũng vậy, đưa bệnh nhân trở về bình thường thì mình mới phẫu thuật thôi ha. Rồi, đây là xạ hình tuyến giáp, một cái tuyến giáp bình thường mình xạ hình nó đẹp vậy ha, nhưng mà khi mà bệnh Brave, bệnh cường giáp thì bệnh nhân sẽ có gì, nhiễm gió phóng xạ khắp nơi ha, hoặc là bệnh nhân bị gì, bị một bên, hoặc là bệnh nhân bị nhân nóng. Mình sẽ có nhân nóng và nhân lạnh, có nghĩa rằng là hồi nãy giờ mình học là bệnh lý toàn thể tuyến giáp. Toàn thể tuyến giáp đó là bệnh nhân cường giáp hoặc suy giáp. Bây giờ mình vô bệnh lý của nhân giáp thì nguyên một cái nhân này nè, ví dụ giống như tôi có 10 nhân thì trong đó có một nhân nóng thôi, 10 nhân, nhân nóng gọi là nhân cường giáp, chỉ có một nhân đó cường giáp và làm cho tổng thể cơ thể của tôi nó cường giáp, nhưng không có nghĩa là tuyến giáp của tôi bị cường giáp hoặc là những nhân kia cường giáp. Mình sẽ có hai thì mình có thêm cái định nghĩa là nhân nóng và nhân lạnh. Nhân lạnh là nhân bình thường, chỉ là nó phình giáp lên thôi, còn nhân nóng có nghĩa rằng là cá nhân nó có cái nhân và nó có kèm theo tình trạng cường giáp của cái nhân, thì có chụp cái này mới biết được cái nhân nào là nhân cường giáp. Còn bây giờ bệnh nhân có 10 nhân, tôi nhìn vô tôi biết nhân nào là nhân cường giáp đâu, chỉ là nếu như có chỉ định làm FNA thì tôi bỏ màu vô cái nhân đó tôi coi, nếu cái nhân nó quá nhiều mạch máu thì tôi không làm, tại vì nó có thể nó có mạch máu nuôi tôi đâm cũng không vô. Thứ hai là nó có thể là cường giáp tôi không đâm được, hiểu ý không ha, chứ không phải là 10 nhân của tôi đều cường giáp nha, có nhân cường giáp có nhân không. Rồi
các loại nhân giáp thì mình có nhân tăng sản, viêm, u lành tính, ác tính ha. Rồi bây giờ mình vô nốt tăng sản. Nốt tăng sản thì mình có nhiều cái tên gọi lắm, hồi xưa mình gọi là phình giáp hà hoặc là nốt tăng sản, nhưng mà bây giờ mình thống nhất với nhau mình sẽ gọi là nhân giáp, phình giáp nhân. Tại vì hồi trước ở nhà mình nói cái chữ phình giáp hạt nè, nó không phải là thuật ngữ, nhưng mà mình ngầm hiểu với nhau, khi tôi nói chữ hạt thì có nghĩa là lành tính, nhưng nếu tôi nói chữ nhân thì tôi không chắc nó là lành tính hay ác tính. Như vậy thì trong một đám bùi dùi đó, tuy là tôi nói là phình giáp hạt, nhưng mà lỡ có nhân ác tính thì sao? Cho nên mình thống nhất với nhau mình sẽ gọi là phình giáp nhân, phình giáp đơn thuần, đa nhân, một nhân. Cho nên mình đừng đi phình giáp hạt nữa ha. Hạt là lâm sàng, mà trước đây mấy thầy cô lớn lớn cứ nghĩ hạt là lầm đó, hạt là lầm đó ha. Rồi, nó chiếm khoảng 80% bốn giáp nhân, có nghĩa rằng là mình siêu âm là mình thấy nhân thì nó khoảng 80% á, nó là phình giáp nhân. Nó do rối loạn học môn hoặc là thiếu iốt ha. Gồm các quá trình tăng sản và thoái hóa, nếu như là nó nằm ở trong cái giai đoạn tăng sản, tức là số lượng nó tăng lên và cái phình đại phì đại tế bào giáp lên thì nó có thể phục hồi. Nhưng mà nếu mà nó ở giai đoạn thoái hóa, có nghĩa rằng là nó tiếp tục có chất keo bên trong rồi thì nó là một cái tổn thương không phục hồi. Việc này lý giải cho các bạn thấy rằng trước đây bệnh nhân này nói là tôi đi khám ở đâu đó tôi có cái nhân, nhưng bây giờ mình tìm lại không thấy cái nhân, thì khả năng mình có thể nghĩ đến là bệnh nhân đó nằm ở trong cái trường hợp giai đoạn tăng sản, chứ không phải là mình nói gì lúc trước nữa, chắc coi thấy nhầm gì á, chứ giờ tôi thấy có thấy gì đâu, tôi lướt qua lướt lại lướt tới lướt lui tôi kiếm kỹ lắm rồi mà tôi không thấy nhân. Nhưng mà bệnh nhân nói là trước đây tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi có nhân, thì nó rơi vào cái trường hợp là đang ở giai đoạn tăng sản, thì giai đoạn này có thể phục hồi. Mình đâu có biết được trước đây bệnh nhân đi vào giai đoạn nào ha, cho nên mình phải nhớ là có. Bây giờ mình thấy không có mình đi không có thôi, đừng cầm lên thêm gì nữa. Nó là ở giai đoạn bình giáp đại đa số, tuy nhiên nó vẫn có giai đoạn nhược giáp, cường giáp ở tỷ lệ nhỏ ha. Xà hình thì mình sẽ có nhân nóng và nhân lạnh. Cái nhân này là nhân lạnh đây, xà hình không thấy, xà hình không bắt thuốc, nhân này là nhân lạnh của bệnh nhân, có nghĩa là nó không phải cường giáp. Cường giáp nó mới bắt, nó mới bắt thuốc, còn không có cường giáp thì nó không bắt thuốc ha. Xét nghiệm thì mình cũng xét nghiệm chức năng để xem nó có cường giáp hay không. Cái thằng này nó có rất là nhiều dạng ha. Đầu tiên mình sẽ có dạng nang, dạng nang bên trong nó sẽ có chất keo giáp, cái trắng này với đuôi sao chổi phía sau là chất keo giáp. Đây là dạng nang ha. Mình sẽ có một cái nữa, đây là dạng nang mà bên trong bắt đầu nó có vấp ha, nhưng chủ yếu nó vẫn là nang, và những cái đốt này là những cái đốt gì, nó chất keo giáp ha, nó có đuôi sao chổi phía sau nha. Đây, đây cũng thêm là một cái dạng nốt tăng sản, dạng nang phản âm hỗn hợp luôn. Đây là nốt tăng sản luôn nha, giới hạn rõ thành dày. Nếu mà nó có xuất huyết thì nó vẫn có hình ảnh của xuất huyết từ giai đoạn 1 ha. Đây là dạng nang và thành phần đặc trên vách nang nó cũng là một dạng của cái thằng phình giáp. Bệnh nhân nếu vẫn như cũ thôi, mình siêu âm là chính, nhưng nếu không thấy được cực dưới của tuyến giáp thì mình vẫn phải gì, chụp CT để xem coi có bốn giáp hồng ha. Nó lớn quá nó sẽ hồng vào trung thấp, và thường thì cái FNA chọc hút tế bào trên tuyến giáp thì nó có một cái thằng là không xác định được, cũng giống như là bên tuyến vú ha. Nếu như cái kết quả của mình ra là tổn thương dạng tuyến tuyến thì có nghĩa là 50% là lành và 50% là ác, chỉ có giải phẫu bệnh mới xem thử xem là tụi nó sắp xếp như thế nào. Nếu nó sắp xếp trật tự thì là lành tính, còn nếu như nó sắp xếp bất trật tự thì là ác tính. FNA vừa nói rồi nha, FNA chỉ là tế bào học, score biopsy mới là giải phẫu bệnh, nhưng mà thường ở trên đây biết ai score lắm, chỉ mới học. Với lại nó đụng cái gì đó không? Nó đụng cái động mạch, bón mạch cảnh, làm chưa không? Ta làm FNA tuyến giáp. Bệnh nhân ít đau nhưng rất nguy hiểm, bởi vì nó gần hai cái bó mạch cảnh này quá. Cho nên nếu như cái nhân mà cần làm FNA mà nó nằm sát quá thì mình cũng đừng làm. Tại vì bệnh nhân mà ho lên cái là cái đầu mũi kim của mình đâm thẳng vô cái động mạch cảnh đó. Lúc đó mình sẽ thấy máu nó chạy cuồn cuộn ở bên trong đó liền, hiểu không? Hoặc là mình làm FNA xong bệnh nhân đi về nhà
đi xong nửa tiếng sau phải chạy vô cấp cứu vì bệnh nhân bị gì? Phù áo khoác. Phù áo khoác có nghĩa rằng là khi mình đâm vô rồi mà mình lỡ đâm vô cái bón mạch cảnh mà mình không biết, một lát về bắt đầu nó chảy máu từ từ, nó phù cái này lên nè, nó bóp nghẹt cổ bệnh nhân này nè, tức là máu nó loang vào bên trong này, nó có bệnh nhân sử dụng cấp cứu. Cho nên là mấy cái này tính chết nó sẽ không đau như tính vú, nhưng nó nguy hiểm ở chỗ là bệnh nhân mắc ngứa họng lắm, bình thường nói chuyện không sao quá, nó nằm yên không sao á, mà chỉ cần châm cái kim vô em mắc ho quá. Mà nhờ nhiều người mình đã dặn ha, mình dặn là muốn ho muốn nói giơ tay lên rồi hãy làm, không có nhiều người bất chấp không giơ tay, ho 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 mà lúc đó cái kim của mình nằm ở trong đó, cái kim của mình á, mà chỉ cần nó vừa hạ họng là mình sẽ rút bật cái kim mình ra liền. Là tại vì khi người ta cử động mình đâu có biết được mà cái đầu kim của mình nó đi đâu, và khi mà các bạn thấy nó đâm vô cái mặt động mạch cảnh này, các bạn nhìn cho bạn thấy liền máu nó phục vô, tức là mình sẽ thấy ngay dòng máu nó phục ở bên trong, nó cuộn lại, tức là nó làm gì, nó làm những cái phản ứng mịn ngay lập tức liền chứ không phải án ha, chứ không phải giỡn. Cho nên làm cái này nếu mà nó sáng tiếng sát qua thôi tôi chấp nhận tôi giỡn, tôi không làm. Chứ đừng cố thấy chọn những này để thử thách nghiệt ngã để tôi làm thử thôi, có ngày mình thử luôn đó. Rồi cái dạng mà mình hay gặp nhất đó là dạng tổ ong hay dạng bọt biển nè. Cái này mà về không biết rồi đi kiếm sơ mướn rồi coi, cái này nhà tôi cũng có tôi cho mượn. Dòng tổ ong hay dòng bọt biển, cái spongiform đấy, mấy bạn biết cái trang nước hồi xưa để rửa chén không, để tắm á, cắt nó ra dòm ở bên trong nó ô như thế nào, thì cái dạng bọt biển này nó cũng y chang vậy. Hoặc là gan nữa thì đi kiếm tổ ong coi, thấy tổ ong dòi dẻ nào đó lên ê chén ra bà coi cái tổ ong chút coi ha. Tổ ong bây giờ cuộc biển này nhà tôi cũng có, không cho buồn được. Lên mạng đi, cái gì trên mạng cũng có, chỉ có rung miêu là lên mạng nó không có thôi. Mình phải rờ được chứ, đúng không? Mình phải rờ được mình mới biết rung miêu như thế nào ha. Thời viên giáp mổ hoặc viên giáp đánh cắt nó cũng được xếp vào trong bệnh lý nhân giáp, nhưng mà nhân của nó là nhân giả, không phải là nhân thật. Được ha, tại vì nó có khối u, nó tạo khối mà sau một khoảng thời gian thì nó vỡ bọc nó lên, hoặc nó làm áp xe thì nó vẫn tạo khối. Như vậy đưa vô cái hình này để mình phân biệt rằng tôi đọc cái này tôi không thể nào đọc là nhân giáp được, mà tôi phải đọc đây là hình ảnh của viên giáp để cho lâm sàng đừng có chỉ định đi làm MRI. Tại vì có khi bản thân mình không phải là người làm MRI mà một cái phòng làm MRI can thiệp riêng, mà đưa cái này mình về nó bị nhân giáp, lâm sàng nó chỉ định đi làm FNI, qua FNI nó nhìn vô nó nói ủa cái này có cái gì đâu mà làm, lúc đó lại lấn cấn giữa ba bên nữa, tức là cái bạn làm người ta sẽ không làm, là bởi vì cái này không phải là nhân, người ta không thể lấy ra được, cái này chỉ lấy được cái tế bào lympho T ra thôi, tế bào viêm thôi, không lấy được gì hết, người ta sẽ không lấy. Tại vì mục đích của FNI của mình là đem đi xem coi là tế bào nó có ác tính hay không, chứ không phải là mình đi xem coi là thằng này có đang viêm hay không, hiểu ý không nha. Cho nên mình phải xác định cho người ta biết nó là nhân giả của trong bệnh lý viêm. Rồi adenom nó chỉ chiếm từ 5 đến 10 trong bệnh lý nhân giáp thôi, bệnh nhân nữ nhiều hơn nam, lâm sàng thì thường không có triệu chứng, và cái hàng này thì FNI không có giá trị nè, nó sẽ ra tổn thương dạng tuyến tuyến, nhưng mà nó là u tuyến nang lành tính hay là ung thư tuyến nang thì mình không biết được. Nó chỉ trả lời chung cho mình là tổn thương dạng túi tuyến nếu làm FNI, còn là cái thằng lành tính hay là ung thư tuyến nang thì phải làm giải phẫu bệnh mới biết được. Cho nên khi mà kết quả hiện nay chúng ta vẫn còn đang làm FNI, kết quả ra thì mình phải đánh giá lại, hoặc là cần thiết thì mình phải khuyên bệnh nhân mổ luôn, mổ lấy ra luôn để xem, tại vì mổ ra mới biết được, có cái giải phẫu bệnh mình mới biết được ha. Cũng vậy luôn, nó sẽ gồm các bệnh giáp, cường giáp thì tùy theo mình sẽ có gì. Đây siêu âm nó là cái nhân dạng đặc, hồi nãy thằng kia mấy bạn nhớ nhau hình nhân giáp, một hình giáp thì nó phải là nhân dạng tổ ong hoặc là nhân dạng nang, còn thằng này nó là một cái khối đặc. Cho nên khi các bạn đánh cái tia rắn á, các bạn thấy là khi mà nhân đặc thì cái thứ điểm nó sẽ cao hơn so với lại cái nang. Một lát nữa mình coi cái tia rắn mình sẽ thấy cái phân bố điểm của tia rắn, ví dụ đồng âm nó sẽ khác điểm, giảm âm nó sẽ khác điểm, cao lên nó sẽ khác điểm, tăng âm là điểm thấp nhất, đồng âm là điểm vừa vừa, và thằng phản âm kém là điểm thấp nhất, và thậm chí nó nói kém tương tự rất kém,
có nghĩa rằng là kém hơn so với cơ ốp đường chuẩn là nó lên tới 3 điểm, thực thi 3 điểm là nó ở T-rex 3 rồi. Chưa kể mình cộng các yếu tố đặt này lò vô nữa, chắc chắn lúc nào mà cái thằng phản âm rất kém nó cũng ở đâu đó 4567 đâu đó điểm á ha, thì nó sẽ rất là cao chứ không có thấp nữa. Để điểm thì cái này cũng vậy ha, mình sẽ thấy gì thì đây là hai lô, nếu bữa học kia nhận thật thì mình thật quên nữa rồi, đây là hai lô có đường chỉ. Tôi đã biết được, tôi không nhớ trong đầu đường chỉ, nó không rối não tôi lắm. Bữa mới đi thi trên máy ở bên đại học kinh tế, biết nó hỏi gì không? Tôi vậy mà nó hỏi diện tích hình, chữ giờ em không biết thiệt nha mấy đứa. Nó cho diện tích với chu vi, nó kêu là bây giờ diện tích chu vi nhiêu đây nè, tính cho nó coi cái cạnh ngắn của hình chữ nhật này là bao nhiêu, với chiều dài là gấp mấy lần á. Ô ngồi lọc cái công thức múa ra, làm một tầm cái cổng. Sao không có ra thiệt không, mặc dù trước đó giám thị đi qua đi lại dặn dò các bạn hãy nghĩ mọi thứ đơn giản nhất là nó sẽ ra, mà đúng ra thì sao mà nhớ được mà ra diện tích hình chữ nhật không nhớ, hình tròn không nhớ luôn, rồi nó hỏi hình tam giác nữa. Ê, bây giờ mới thấy là tụi nhỏ mình mà đi thi đại học mình rất thiệt đó nha, tụi nó đều phải thi đánh giá năng lực đúng không, là thi sinh máu đó chứ gì, thi đánh giá năng lực cái vô cái nó kêu mà nó hỏi vậy nè, tôi biết giải sơ đồ đó bởi vì mình có coi sơ qua. Nó hỏi giả sử cái trường đại học y dược này nè, năm nay nhận 8.000 hồ sơ, trong đó có 3.000 nộp dược, 5.000 nộp y, 4.000 nộp y học cổ truyền, như vậy thì có bao nhiêu đứa nộp vừa y vừa y học cổ truyền, bao nhiêu đứa nộp giữa dược và này. Ô nó cha sao biết, tức là phải giải cái sơ đồ phen. Hôm đó tôi đi thi lịch chủ nhật buổi 10 tháng 3 là chưa có kết quả, mai mới có kết quả, mai mốt gì đó. Cái tức cười lắm, sáng đó thi xong cũng vẽ sơ đồ, vẽ dữ dội lắm, tính ngoài tính ra chọn đại con số trong đó 800 hồ sơ chọn đại, là gọi chọn đại mình thích số đó thôi, đánh theo kiểu mình trắc nghiệm mà. Xong cái tối về dạy thằng con ba lớp 3 nó vẽ cái sơ đồ y chang vậy luôn, mình dạy nó cái toán lớp 3, mình dở cái toán lớp 3 đó ra mình nói ủy sao cái sơ đồ này quen quá ta. Hồi sáng thì tính là nó cũng phân loại như vậy, nó sẽ hỏi đơn giản hơn là trong lớp của một đứa nhỏ có 10 đứa, như vậy thì phân loại ra đứa nào tóc vàng mà không đeo mắt kiến, đứa nào mà tóc nâu mà đeo mắt kiến, đứa nào không đeo hết tất cả những thứ đó, là cũng có sơ đồ đó thôi, nhưng mà nó cho con số kia nó rất là lớn, nó cho số 8.000, 7.000. Xong rồi ha, có một môn nữa, có một bài nữa mà tôi nghĩ cái bài đó nếu như mà mình có cái gì ta bình phương hay gì tích gì đó là tính ra rất là nhanh. Nó kêu là bây giờ cái sản phẩm, một cái sản phẩm này tăng giá 10%, sang năm tăng tiếp 10%, sang năm tăng tiếp 10%, như vậy 10 năm sau giá trị của sản phẩm này là bao nhiêu? Cô bé ơi, xin tờ giấy nhá, dài em là giấy nhắm em đi thi á. Không biết, nó có cái công thức tính. Không giỏi thì anh biết quy đạt là đúng rồi đó. Nhưng mà tôi bắt đầu trên ngồi ha, ví dụ 100.000 năm thứ nhất tăng 10% là 110.000, tôi cộng một dòng xuống đây nè. Cô làm như lớp 1 giờ, tại thầy bảo là hãy nghĩ đơn giản nhất, cũng cạnh cũng ra con số nhưng mà phải tốn một cái tờ giấy nó dài như vậy nè. Trong thi người ta có công thức, ở đó bảo là một cái người chạy bộ chạy 2 km xuống nữa là tới đích, tăng vận tốc lên 30%, còn 500 m nữa tới đích thì cái người này tăng thêm 10%, như vậy tổng cộng nó tăng bao nhiêu phần trăm rồi? Tăng 140 đúng không? Không đúng. Dạ, tôi sai rồi, tôi tính 140 đó.